tay để chạy để máy này cân chạy. Xin chào mọi người đã đến với phần livestream về áo dạ một lớp nhé mọi người ơi. Em phải tích bao nhiêu lâu nay bây giờ mới dám bung ra, Tết mới dám bung ra cho các bà đây này. Dạ ngắn không phải số like ngày hôm nay, số hôm nay ngay là toàn siêu phẩm thôi. Còn mọi người muốn dạ ngắn em sẽ like cho mọi người vào một số like ngày kia sẽ là dạ một lớp ngắn sau. Hôm nay thì mọi người cứ săn dài đi, phải dài chỉ có hôm nay và mai thôi mà chưa chắc đã săn được luôn. Mọi người nhá, chỉ có săn ngày hôm nay và ngày mai là dạ một lớp siêu đẹp thôi. Còn ngày kia là một toàn bộ dạ một lớp ngắn hết, mà toàn ra dáng vét rồi dáng trẻ giống như hôm trước. Em sẽ làm một số siêu ăn trước khi em nghỉ Tết đó. Em sẽ đã nói với mọi người rồi thì em sẽ làm cho mọi người một số đấy trước khi nghỉ Tết thôi. Còn lại là hôm nay là toàn siêu phẩm nhé mọi người nhé. Hôm nay em phải thật là lu mờ đi để cho lên để áo xinh đẹp được lên nhé mọi người nhé. Hôm nay cực kỳ nhiều siêu phẩm luôn. Cái con hàng như thế này thì em nói thật với mọi người là bình thường nhé, đếm trên đầu ngón tay luôn, không thể nào mà ra được cái tông màu đẹp như này luôn. Ngày hôm nay là một trong những ngày mà sao nhỉ, gần như là Tết ấy mọi người. Thế nên là em sẽ chuẩn bị những sản phẩm vô cùng là đắt giá cho mọi người. Ngày hôm nay cashmere em nghĩ là sẽ có rất là nhiều luôn. Kể chị đang mặc đẹp thế à? Ok, kể tôi đang mặc này, mình nhìn bên trong nó còn chất luôn. Trời ơi, có những con áo dạ nó lại đẹp khiếp như thế này. Tôi thề với bà, với cái mức giá 600.000 mọi người sẽ sở hữu ngay mà em áo dạ một lớp lông cừu khâu tay. Rất nhiều chị khách hàng hỏi, hôm nay sẽ không chia sẻ đâu mọi người nhá, bởi vì là những cái số like này sẽ chỉ dành cho những khách hàng ưu tiên thôi. Chứ còn các chị khách mới phải chuyển khoản cơ. Cái tầm này mọi người mai mọi người là bảo em về quê cách ly rồi thì chết. Cái này em ưu tiên cho khách cũ là một và khách chuyển khoản là hai nhá mọi người nhá. Nói luôn cho mọi người đỡ phải tí nữa bảo là ô sao không chị không ấy được à, bởi vì sao ngày mai sợ nhiều chị lại tự nhiên đi cách ly lắm, thế nên là em ưu tiên cho các chị khách cũ và mọi người mà tự nhiên ngày mai các chị lại về quê chẳng hạn. Đó, những con màu đỏ rất là đẹp để mọi người có thể mặc Tết hoặc là em như thế này, những cái tông màu trời ơi hôm nay toàn siêu phẩm thôi các bạn. Xin chào chị Nguyễn Thị Bông, chào chị Thảo Hi. Xin chào mọi người. Xin chào các chị. Đấy nha, hôm nay là ưu tiên dùng luôn từ nhá, bởi vì sao? Ưu tiên cho khách chuyển khoản và khách cũ. Hôm nay ngày số ngày hai em nói luôn ưu tiên cho hai cái đấy, khách chuyển khoản khách cũ. Có áo tôi mặc có bán nhé. Chào chị Yến Chi Lưu. Em nói thế luôn cho nó đỡ gọi là sao nhỉ, mọi người sẽ đỡ phải suy nghĩ thắc mắc. Đi con dạ kẻ. Trời ơi, tôi thề các bà luôn, cuộc đời này không có gì hơn. Đã bảo hôm nay và mai là hai số like hàng rất là đẹp luôn. Thực ra là nó có khoảng mấy trăm con thôi, nhưng mà em phải chia làm hai số bởi vì nó nhiều quá. So một số like dạng một lớp, các shop khác thì em không biết đâu. Nhưng mà anh thật là anh bảo là các shop khác chỉ giật tầm 50 cái thôi. Với nhà em mà giật nhiều nhất thôi, bởi vì sao giá nhà em đẻ khủng nhất. Chị toàn chuyển khoản trước thôi ạ. Chị sinh em bé như chị Phạm Hương ấy. Hôm nay chị hỏi là măng tô các kia hay măng tô dạ. Nếu mà măng tô dạ thì hôm nay là một số like chuẩn xác là măng tô dạ luôn. Vì toàn dáng dài. Đừng ai hỏi em dáng ngắn hôm nay nhá, dáng ngắn em sẽ dồn tất cả vào số like của ngày kia. Ngày hôm nay và ngày mai chỉ dạ một lớp dài và siêu phẩm thôi. Ngày kia sẽ là một số lạng lớp ngắn ra dáng vét rồi các dáng trẻ và với một mức giá không tưởng cho ngày kia. Nhưng ngày kia không có một hàng dài nào cả, không có một con dài nào cả, chỉ có ngắn thôi. Em sẽ tách riêng như thế rồi. Không dám xem. Đúng rồi chị ạ, chuyển khoản luôn đi. Mọi người không phải lo là bọn em quỵt tiền mọi người đâu. Bởi vì là chuyển khoản xong, nếu mà khi mọi người nhận hàng có vấn đề gì, bọn em sẽ giải quyết cho mọi người từ A đến Z. Không thì em sợ Tết thì không ngon á. Bọn em tất cả hàng hóa đều phải giải quyết từ A đến Z hết nhá.
Xin chào 254, chị đang xem live ạ. Tầm này thì không có nhà nào dám khui dạo vào lớp nữa rồi. Thực sự mọi người luôn. Bởi vì giá nó lặng quá, lặng vốn quá. Lặng vốn là một, và thứ hai là khó săn. Cái hàng này nó phải tích lũy rất là lâu thì mới có. Hôm nay nhá, đa phần đến hầu như là 100%, có là 100% lông cừu luôn. Ngoài ra là có khoảng 90% lông cừu hoặc 80% lông cừu, còn lại nó sẽ là cashmere. Rất là đẹp luôn. Chốt trên đây xong chuyển khoản được. Chốt trên đây nhá. Chỉ ai, à mọi người ơi, các chị khách mới lên giúp em này. Chuyển khoản, khi nào mọi người chốt được mã và nhắn tin thì ai, ví dụ anh Thọ nhắc ai chuyển khoản là mọi người chuyển khoản luôn nhá. Không mất mất quyền đấy, bởi vì hôm nay rất nhiều đẹp. Những cái số like như này với mức giá 600.000 như này, thật sự mọi người luôn là đáng để săn luôn. 1m7 nặng 62 cân nhá. Chị mặc cân nặng size L cho em là vừa. Rất đẹp luôn. 1m7 mặc cái Famanto là rất đẹp luôn. Bình thường chị mặc size gì chị cứ mặc size đấy thôi. Cho mình chuyển khoản chết được không? Riêng anh Đạt Phạm anh chuyển khoản cho em 50 triệu, em cho cả anh này. Cho anh 10 cái luôn. Có cái đang mà em sẽ bán nhé. Ok chưa? Ai sẽ là người em sao nhỉ? Sở hữu nhưng em dạ siêu đẹp cho ngày hôm nay đây. Lên 300 mắt rồi nhỉ? Sao em thấy có 293 mắt vậy? 145 cân và 1m53 thì xin chia buồn với chị Nguyễn Phúc Khôi là ngày hôm nay không dành cho chị. Chị sẽ vào ngày kia sẽ là một số like dành cho chị, chốt thẳng tay vào ngày kia. Ngày hôm nay rất là kén người mặc luôn, nhưng mà đảm bảo mọi người mặc lên con nào đẹp con đấy luôn. Bởi vì đó là hàng siêu phẩm, hôm nay chỉ có hàng dài thôi nhá mọi nhá. 65 cân có nhá chị nhá. 1m52 mặc được không ạ? Các chị cao dưới 1m55 lưu ý giúp em này. Số cái hàng dài này rất là kén mặc, thế nên là mọi người đừng có vội vã chốt lên cái con này. Mọi người lưu ý là ngắn, thấp, cao dưới 1m55 mọi người vào số like ngày kia cho em nhé. Tối ngày kia nó sẽ là rất nhiều dạng ngắn và dạng lỡ, là đấy là số like của mọi người. Và giá cũng rất là tốt vào ngày kia luôn. Với cái dòng siêu phẩm này giá 600.000 cũng là rất là tốt, nhưng mà nó là dáng hàng dài. Hôm nay không có dáng ngắn nào cả, không có dáng ngắn nào hôm nay. Thế mọi người đừng hỏi ngắn nhé. Em không... Ôi, đang làm dạng một lớp trẻ con. Ok, em like luôn nhá. Em đang làm dạng một lớp mà chị ơi. Một trong những tinh hoa của hàng đồng đây. Thỉnh thoảng có hàng nam, nhưng em không chuyên về hàng nam. Ví dụ trong số live này có khoảng 3-5 con hàng nam thôi. Nó sẽ không là chuyên. Thế nên là lẫn ở hàng nam đây em sẽ bảo mọi người. Nhưng mà đa phần là nữ, không có nhiều nhá. Ngày kia vẫn đi hàng chứ? Thật ra hàng tiết kiệm cứ nhận. Đến ngày nào là bọn em làm đến ngày đấy. Yên tâm là phục vụ các chị. Các chị cứ bình tĩnh mà chọn, không có gấp gáp gì cả. Nhận đến 28. Cứ bình tĩnh mà chọn trong số live này nhá. Cùng lắm là sẽ tiếp nhận, cùng năm nhận. Ô thật mà. Ok chưa, Tết hôm nay lạnh thì dạ một lớp là. Em xem dự báo thời tiết rồi. Từ 29, 28 âm lịch đã bắt đầu lạnh 13, 16 độ rồi. Thì này, mùng 1 chắc chắn là lạnh rồi. Có bomber làm không? Tôi chết mất thôi. Đây là số live dạ một lớp. Em nhắc lại một lần nữa này, đây là số like dạ một lớp dài siêu phẩm, giá đồng giá là 600.000. Con nào giá cao hơn em sẽ báo sau. Không có nơi khác cái sản phẩm khác ngoài dạ một lớp lông cừu khô tay nhé mọi anh nhá. Ok này, em đầu tiên em mặc là dành cho chị có cân nặng 47 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600, mã là 331. Ưu tiên khách hàng chuyển khoản và khách hàng cũ nhá. 331. Vì sao những cái này thì chỉ xuất hiện năm vài lần. Tiếp theo này. Em này các chị size 50 cho đến 57 cân siêu đẹp luôn. 50 đến 57 cân ạ. Dưới 57 cân quay đầu mặt đẹp. Cái chất dạ nhìn nó khác lắm. Dưới 57 cân nhá, dưới 57 cân này. Em này 600.000, mã số là 325. Đợi thì mọi người đợi thì ấy thôi. 600.000 mã là 325 cho em nhé. 600k mã số là 325. Tiếp theo này. Chị Đài Trang Nguyễn mở hàng đúng không? Lì xì cho chị 100.000. Kiểm điểm lấy con đấy thành 500 đi. Size nhỏ cho em này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân nhá. Dưới 53 cân này. 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Mức giá của em này là 600 nhá. Váy len ra Tết ạ. 600.000, mã là 344. 325
chị thỏ sinh. Mã 344 cho em này, con màu này đẹp quá này. Hôm nay thỏ sinh inbox luôn địa chỉ ạ. Hôm nay em sẽ ngẫu hứng và tặng rất nhiều. Với một lì xì 100.000 hơi bị nhiều luôn. Đúng rồi, hàng dạng một lớp lông cừu khâu tay đây ạ. Em này nhá, cao trên 1m6 cho em là mặc đẹp nhá. 48 đến 55 cân, siêu đẹp luôn. 48 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc 344 đẹp. 344 cho chị Huế Nguyễn. Dưới 55 cân nhá mọi nhá. Mức giá của em này là 600, mã là 516. 600.000, mã số là 516 cho em này. 600k, mã số là 516 cho em này. Chuyển khoản này cho tiếp ạ. Mọi người lưu ý hôm nay nhá, em đã bảo rồi, hàng thực phẩm này em chỉ ưu tiên cho khách chuyển khoản và khách cũ. Đó. Em này các chị size M chuẩn đẹp ạ. 47 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 55 cân nhá. Màu kem này đẹp quá. Em này mức giá của nó là 600, mã là 889. 600.000, mã số là 889 nha em nhé. Em này còn có đai đi kèm luôn, rất là đẹp luôn. Hôm nay không có ngắn đâu chị ơi, ít lắm ạ. Bà mới vào đúng không? Nhắc mình lại 3 lần rồi đó. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 60 cân. Đẹp chưa này, đai rất ngon lành nhá. 50 đến 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp. Cái này đai mọi người lồng được ạ. 889. Mức giá của em này là 600 nhá, mã là 989. 600.000, mã 989 nha em này. Con này cũng, những con có đai này, em hôm nay em chưa lồng đai bởi vì hôm nay quá gấp. Tiếp theo nhé mọi nhá, size nhỏ thôi này. 47 đến 51 cân, siêu đẹp luôn. 47 đến 51 cân ạ. 989 cho chị họa mi trắng. 51 cân quay đầu mặc đẹp, em này 600 nhá. Mã số là 886 này. 886 cho em này. 886 cho em này. Một em hàng hiệu cho em nhé mọi nhá. Em này có đai. Em này hàng Italy cho em này. Em xem chất liệu nhé mọi nhé. Lông cừu siêu xịn luôn này. Con này ạ. Cái này là chất của đẹp lắm luôn đấy. 886 cho chị bon bon. Em này các chị size 50 cho đến 57 cân có đai nhá. 50 57 cân. Cái chất này như của cashmere luôn đấy. Nhưng trên này nó không có ghi đâu. Chất đẹp lắm. 50 đến 57 cân ạ. Chị nào mà sành mắt mọi người nhìn cái lông này mọi người sẽ biết chất rất xịn luôn. Dưới 57 cân nhá. Mức giá em này 600 ạ. Mã là 526 này. Áo xà này 1m50 không mặc được đâu chị nhá. Từ 1m58 trở lên cho em nhá. Đẹp chưa này. Size nhỏ thôi mọi người nhá. Các chị 1m58 trở xuống hẹn mọi người ngày kia. Em không để mọi người thiệt đâu, nên là mọi người cứ yên tâm. Em này XS 26 cho chị Mai Phương Nguyễn. 40-48 cân XS nhá. Dưới 48 cân này. Mức giá của em này là 600 ạ. Má là 529. 529 cho em này. 529 cho em nhé mọi nhá. Mã là 529 cho em này. Em ơi những con này thì em nghĩ là chắc nó chỉ xuất hiện vài con nữa là hết. Màu quá đẹp. Em này size S và M cho em này. Dưới 52 cân thôi. 47 đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 52 cân nhé mọi nhá. Mức giá của em này là 600, mã số là 349. 600.000, mã số là 349 cho em này. 600k, mã số là 349 cho em này. Tiếp theo nhé mọi nhá, lên cho em màu đỏ đi. Đỏ size M cho em này. Hôm nay mắt không hề đông nhá mọi nhá. Nhưng mà 3, 4, phải nhanh tay mới được, không không được. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 53 cân. Dưới 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 53 cân, màu đỏ này, có đai nhá. Em này 600 ạ, mã là 596. Nếu đơn chưa đi thì shop sẽ mặc định gộp đơn cho mọi người nhá. Ôi con màu này đẹp quá. Nó không phải là màu đen nhá mọi nhá. Nó là màu xanh đen. Nó là màu xanh đen nhá mọi nhá. Siêu đẹp luôn. Size L cho em nhá. Em này 55 đến 62 cân. Siêu đẹp. Màu xanh đen 55 đến 62 cân nhá. Dưới 62 cân. Form không phải chê được luôn. Mức giá của em này là 600 nhá. Mã là 447. 600.000, mã 447 cho em nhé. 600k, mã 447. Em ơi, cầm cái áo lên thật là đúng kiểu choàng luôn. Con này có đai đi kèm. 596 chị Loan Miss Phạm. Có đai đi kèm nhé mọi người nhé. Chất luôn. Con này các bà size 50-60 cân. Tôi thề là rất đẹp luôn. Mặc rộng như em mặc này mới đẹp này mọi người nhé. 50-60 cân. Form nó đánh ra size M đấy. Chị nào mà mặc đúng kiểu form của nó đẹp thì quá đẹp luôn. Cao trên 1m58 là ok nhé.
Em này nếu mà các chị nào không quen ở Việt Nam ấy là các chị có cân nặng 57-63 cân là mọi người sẽ cảm giác ok. Nhưng mà cái vai nó sẽ bị chật hơn bình thường một chút. Còn nếu mà các chị 50-60 cân là mặc rất đẹp luôn. Mức giá của em này là 600 nhá. Má là 912. 600 nghìn má số là 912 cho em này. Cái chất của nó sờ mềm và rất là thích luôn. Em này mát đánh size M này. Quần nhung á, quần nhung đấy là hàng xuất khẩu mà chị. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân để size L cho em nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, dưới 60 cân nhá mọi nhá. Em này 600 ạ, mã là 909. 600 nghìn, mã số là 909 cho em này. Em này là một em hàng của Seoul nhá. Đó là hàng khâu tay, hàng handmade. Nó handmade, ngoài cái đường chỉnh nó handmade như các con khác ra, còn handmade là phần cổ nữa. Có thấy chị Thu không em nhá? Lông cừu xịn luôn này, 100% nhá. Em này các chị size ML ok. Không, con này các chị phải bằng cân em. Nhưng mà con này nó xịn tuyệt đối luôn. Các chị áo 60-65 cân lấy đi này. 60-65 cân này, dưới 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 600-65 cân quay đầu. Má là 582. 582 cho em nhá, màu hồng. Không thể nào mà chê được luôn á. Không, hôm nay cao 1m58 trở lên. Hạn chế tất cả các trường hợp cao 1m55. 909 cho chị Hằng Phan. Không về mọi người này, cứ kêu tí. Không phải về đâu, tí nó like xong là lại xả ầm ầm ấy. Bởi vì là chị cao 1m55. Em bắt em ra chị lấy được cho chị Nguyễn Thị Bông. Em này 47, 45 ấy. 45 cho đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. Em này 600 ạ, má là 855. Mà riêng ngày hôm nay mà mọi người xả như này là, nếu mà mọi người mà xả trong ngày hôm nay là ngày mai ngày kia là, ngày kia là một số like chia được cái giá cực kỳ tốt mà không bao giờ có trong trường hợp khách hàng xả hàng nhá. Giữ CIC trong sạch một tí để còn sân. Em này 50 cho đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 855 cho chị Nguyễn Thị Liên. Quần nhung em hết rồi ạ, còn chỉ còn có áo giữ nhiệt thôi. Em này áo giữ nhiệt thì size nhỏ đó chị Đào Hằng. Em này mức giá là 600 ạ, kẻ nhé. Mã là 879 này. 879 cho em ạ. 879 cho em nhé, con màu đen. Em hàng CIC ơi. Đen huyền thoại luôn. Bên em bán hàng cũ nhá, hàng đã qua sử dụng rồi. Em này có đai đi kèm nhá mọi nhá, em chưa lên đai đâu. Em này các chị ở cân nặng size tầm từ 50 cho đến 57 cân, dưới 57 cân này. Em này 600 nhá, mã là 546 này. Hàng này là hàng đã qua sử dụng rồi nhá mọi người nhá. Đó, về nói về độ mới thì độ mới là khá là cao. Cái hàng này nếu mà đến hàng si mà em nói thật ấy, giá chỉ cần tầm từ 300 nghìn trở lên ấy. Và chất là đã rất đẹp rồi. Em này các chị có cân nặng tầm 47 cho đến 5, không, 45 đến 52 cân, dưới 52 cân nhá, màu hồng phấn á. Dưới 52 cân nhá, 600, mã là 442. 600 nghìn, mã số là 442. Đây, đẹp chưa này. Không phải là không chốt đơn, mà mỗi mẫu nó có một chiếc thôi, nó là hàng si thôi. Mọi người hiểu ý em không? Em này mắc đánh size M cho em này. 442 cho chị Dung Còi. Em nhắc lại một lần nữa nhé. Hôm nay toàn bộ là dài cao trên 1m58 cho em. Các chị nào hỏi dạng ngắn vào số like ngày kia, tối ngày kia nhá. Em này các chị size M nha, 48 đến 55 cân nhá. Mức giá của em này là 600 ạ, má là 337. 600 nghìn mã 337. Hôm nay có lẫn một con di lê này các bà ơi. Di lê này em lấy mọi người mức giá 320. Trắng này còn to rộng. Em không biết được nhưng mà trắng này trong thường không có to rộng đâu chị ạ. Em này các chị size tầm từ 55 cho đến 65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. 320, mã số là 813. Bà Kiều Anna ơi, tôi trả lời bà lần thứ hai nhá. Là số like này tôi không like chỉ con. Số like khác mới like chỉ con. Em coi like không á. Thì em dùng chốt luôn nha mọi người nhá. Ai chị chốt được hàng chưa? 337 chốt chị Thanh Nga. Thế thì chốt một cái đi, mai chị chuyển khoản thì tối mai chị vào chốt xong nhá. 37 đúng không? 37 chị Thanh Nga. Thanh Nga chị ơi. Một em dáng của Nam cho em nhá. Chồng thì áo cân nặng tầm 63-67 cân của Nam. Dưới 67 cân của Nam cho em nhá. Vai rất rộng rồi cho anh ạ. Mức giá là 500, mã là 408. 500 nghìn mã 408 cho em.
chưa? Đổi chỗ khác đi. 813 chốt lại chị Hà Bình. Chị nào có lịch sử xả hàng là hôm nay khó chốt ấy. Hôm nay mai và ngày kia luôn. Em này 45 đến 52 cân ạ. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhất dưới 52 cân này. Mức giá của em này là 600, mã là 304. 600.000 mã số là 304. 600k mã số là 304 cho em này. Con này màu tây dã man và đẹp luôn. Có khuy cài áo sẵn rồi, thế nên là mọi người sẽ sở hữu được một con rất là đẹp rồi. Má siêu dày dặn. Nói chung là lông cừu xịn rồi. Lường hảo. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân. 62 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 600 ạ. Mã số là 841. Màu quá đẹp luôn. 600.000 mã số là 841 cho em này. Ui, các bạn size nhỏ đẹp chưa? Con này có đai đi kèm nhá mọi nhá. Có đai này. 408 chốt chị Kiến Mùi. Có lông lạc đà đấy chị ạ, nhưng mà nó sẽ không nhiều. Thế nên là có em sẽ báo nhá. Em này các chị có cân nặng cao trên 1m58 nha, 48 đến 53 cân. Đẹp dã man luôn. 48 đến 53 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 562. 600.000 mã số là 562 cho em. 600k mã số là 562 cho em nhé mọi nhá. Tiếp tục ạ. Mấy em màu sáng siêu đẹp luôn. Tay lỡ mọi người nhá. 562 cho chị Lương Thị Huyền. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân, tay lỡ này, dưới 55 cân nhá. 600.000 mã số 400. 600k mã số 400 cho em này. 600k mã số 400. Con này màu xanh đen siêu đẹp luôn. Những cái form này tôi thề các bạn khó kiếm á. Bởi vì ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay là cái ngày mà em tập hợp rất là lâu rồi thì nó mới ra được nhiều cái form này, khi bình thường mọi người sẽ rất khó kiếm cái form này. Mọi người đi xem một xem. Em này 47 đến cao trên 1m6 nhá. 47 đến 55 cân, siêu phẩm luôn. 47 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em cứ tư vấn theo cân nặng chị bao nhiêu cân thì chị ấy. 47 55 cân nhá. Mức giá em này 600 ạ. Mã là 986. 986 cho em nhá. 986 cho em này. Con này khóc đi không lấy tiền luôn. Có đai nhá bà nhá. Những con như này thường có đai. Đi kèm size 36 của nó, size S lớn. Chấm vừa thôi, lên mã thôi. 986 cho chị Vân Trần. Lên mã thôi nhá các bạn nhá, lông cừu xịn luôn này. 8% của nó là cashmere. Cashmere xịn hơn lạc đà nhiều. Em này các chị có cân nặng 45. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân này, 9% của nó cashmere nhá. 9% cashmere cho em này. Em này nhá, nó đắt hơn một chút bởi vì nó có cashmere, em sẽ phải em không lấy nên nhớ em chỉ lấy lên 50.000 để cho mọi người cảm nhận thôi. Em này 650, mã số là 980, cashmere nhá. 650 mã 980 cho em này. Cashmere nhá. Con này siêu đẹp luôn ạ. Có đai đi kèm nhá mọi nhá. Có đai đi kèm. Em này size M cho em nhá. Cũng là lông cừu xịn luôn này. 980 cho chị Vũ Thảo. Em này các chị size 48 đến 55 cân nhá. Có đai ạ. Dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 600. Mã là 802. 600.000 mà 82 có siêu phẩm như thế chỉ có 2 lá chốt là hơi phí luôn. Này, đẹp chưa? Cashmere là phải săn đón luôn chứ. Đây ạ, lông lạc đà có 10% này. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân ạ. Dưới 55 cân nhé, 10% lông lạc đà cho em này. 82 cho chị Thiền Linh. Em này 600 ạ, mã số là 303. 600.000 mã số là 303. Mỗi em kẻ siêu đẹp luôn ạ. Mỗi em hàng thiết kế kẻ size S nhá mọi nhá. Chất của nó, mọi người phải sờ cái lớp vải của nó mới, sờ cái lớp dạ của nó mới thấy mới mượt như nào luôn. Size S cho em nhá, 45 đến 50 cân. Đẹp lắm. S thôi. Em mặc chặt ạ. 45 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã là 806. Chị Thu Thúy. 806 cho em này. Khẩn chưa? Con này chất dạ đẹp quá rồi. Xanh nhỏ nhá. Chị Thu Yên chỉ thoại chị ơi. Em này size, các chị size M cho em nhá. Size tầm từ 50 đến 57 cân. Dưới 57 cân nhá. Em này mức giá của nó là 600. Chất mượt á. 600.000.
600.000, mã số là 859 này. 600k, mã số là 859 đây này. Ơi. Siêu đẹp màu xanh. Con này có lót đàng hoàng luôn nhé các bạn ơi. Tiếp theo này, xanh nhỏ thôi. 65 cân có, đợi em chút. Em này các chị S và M nhỏ. Em này có 47 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân. 859 chốt chị. 55 cân quay đầu mặt đẹp nhá. Em này giá của nó là 600, mã là 569. 600k mã số là 569 cho em. 600.000 mã số là 569 nha. Màu đỏ. Em này size nhỏ thôi nhé mọi người nhá. XS. Em này các bà có cân nặng 45 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân thôi. Mức giá của em này là 600, mã là 423. Sẽ kết XS 600.000 mã là 423 cho em. Tiếp theo size to này các bà ơi, đẹp chưa? Chứ đấy là hàng nào hàng khủng nha. Nó khủng cả về giá và cả về chất lượng đó, đúng không chị? Em này chị là 60-65 cân này. 60-65 cân này. Vừa phải rất đẹp luôn. 60-65 cân nhá. Mức giá là 600 ạ. Mã là 923. Mà em nói thật, em không chốt số like ngày hôm nay và ngày mai thì không chịu chết. Ê, thích mặc cái gì thì mặc thôi. Đẹp dã man luôn này. Đúng là các chị nào dùng cái hàng này rồi mọi người mới hiểu. 600.000 nó xứng đáng. Cỡ nào luôn ấy. 600.000 nó quá xứng đáng. 423 chị 6 Trần Thị. Em này 48 đến 55 cân này. Quá xứng đáng với 600 nghìn luôn. 48 đến 55 cân nhá. Em này có giá 600 ạ. Mã là 933. 923 cho chị Nguyễn Thị. 600 nghìn mã 933 cho em. 600k mã số là 933. Ui, em đang nhìn thấy cái gì này. Con này là Cristiano à. Con này có đai nhá mọi người. Đai Trang Nguyễn. Đai như váy ấy, mọi người. Đai nó liền đây. Christian nhá mọi người nhá. Em này các chị 55 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặt đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 600 ạ. Mã số là ui. Mã là 880. 600.000 mã 880 cho em. Ui ôi lại đai này. Mặt dạ này mà không lấy thì không thể nào mà có cái mặt dạ đẹp hơn. Chưa thấy một cái mặt dạ nào đẹp hơn con này luôn. Chúc mừng em Long Cừu một lớp 300k và đẹp lắm các bạn. Đấy là mình là sale nhá. Đó, em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 600 ạ, mã số em này là 469 ạ. Nhưng con đấy thông thường là hàng khách bom ấy. Em thường là khách bom này em thường lấy luôn. Thường em mang bỏ sale luôn. Size M nhá. Đẹp chưa này? Size này các chị có cân nặng 48 đến 53 cân thôi. Dưới 53 cân nhá. Mức giá của em này là 600. Mã số là 836. Hạnh Nguyễn. 600 836 cho anh Nguyễn. Ui dồi ôi, tím than bao người hỏi. Nay mới thấy. Đây là sau có theo nhá. Em này ạ, chị nào có cân nặng size tầm từ 47 đến 53 cân ạ, dưới 53 cân nhá. Em này giá 600, mã là 876 này. 600.000 mã 876 chứ. Màu xanh này mẹ quá đẹp luôn. Màu xanh này Zara đang là đỉnh cao, đặc biệt là dạ dáng, dạ một lớp và vest của nó siêu đẹp. Màu này này, 55 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 600, mã là 831. Cực đẹp. 600.000 mã số là 831 cho em ạ. Màu đen huyền thoại nhá bà ơi. Có dạ đen chị ơi. Đây. Sờ vào đúng dạ đen và có đai luôn. 876 cho chị Hoàng Anh. Đúng chị Hoàng Anh cho xin để chỉ thoại chị ơi. Nó kiều nhá mọi ơi. Size L cho em này. Con này đầy đủ đai nhá mọi nhá. Đai nào có đủ luôn. 831 chốt chị Anh Bách Linh nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 57-65 cân. Mỹ miều. 57-65 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 456 đây. 600.000 mã 456 cho em này. Màu tím than nhá. Hàng của Elephant bọn này là hàng kiểu giống kiểu sao nhỉ? Nó là cái thương hiệu cửa phát ấy. Xanh nhỏ thôi. 831 đúng không? 831 chị Lý Bách Linh. Em này các chị có cân nặng tầm từ
Mát có đánh size nhỏ nhá, nhưng em tư vấn các chị có cân nặng tầm từ 53 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nó có đai đấy, nó có đai cả nhá. Mức giá em này là 600 nhá, mã là 857. 857 cho em này. 600 nghìn mã 857 cho em này. Ui mẹ ơi, cũng có đai luôn này. Form mà còn đẹp khủng khiếp như này. 456 cho chị Ngọc Hà. Size ML. Nhận xem bởi vì quá đẹp luôn. Giá còn hợp lý, thuốc vô cùng. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 57 cân. Em thề mọi người luôn này. Khóc luôn lại, 50 đến 57 cân ạ. Em này 600 nhá, mã số là 875. 857 chốt chị Thắng Nguyễn Hồng. Em bảo em cố gắng em tích cho mọi người những con dạng một lớp rất đẹp để mọi người mặc Tết mà. Con này này, tiểu thư cực size nhỏ. 857 857. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân. Siêu đẹp luôn. Đó là kẻ nhẹ nhẹ nhá, dưới 53 cân này. 600 ạ, mã số là 887. 875 triệu Họa Minh Trang. Các chị chỉ giới thiệu luôn cho mọi người ơi. Đẹp ra man. Khách nào đấy? Khách mới mọi người ơi, thì chuyển khoản được thì bọn em sẽ ưu tiên nhá. Đây này, có lông lạc đà đấy. Con này cái lông của nó dài dài này, lông lạc đà nó hay dài dài này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân. Đẹp nhá. 50 đến 60 cân, em này mức giá 600 ạ, mã là 462. 600 nghìn mã 462 cho em này. Trời ơi. Cái con này thật sự nó chị nào ấy mà sành ấy. Em nghĩ là các chị chết mê chết mệt luôn á. Em này các chị cũng 50 đến 60 cân nhá. 50 đến 60 cân ạ. Em này mức giá của nó 600, mã là 597. 462 chốt chị Trần Thị Danh. Đẹp chưa này. Mọi người chỉ cần mặc cái áo này lên ấy, nhìn dân chơi không biết nhạc gì luôn đấy. Chị chưa làm gì chỉ gọi chị ơi. Chị nào khách mới cho em xin thông tin luôn nhé mọi nhá, bọn em rất là ưu tiên các chị khách mới chỗ đó. 4 em này size M chuẩn ạ. Gì Trần Thị Danh. 48 đến 55 cân nhá, 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 600 nhá, mã là 451. 600 nghìn mã 451. 597 chị Nguyễn Liên. Cực kỳ đẹp luôn. Màu của nó là màu xanh bơ. Xanh quả bơ nhá mọi nhá. Xanh quả bơ cho em nhá. À size M cho em này. Em nói lại một chút nhá cho các chị khách mới này. 597. Hôm nay nó là dạ một lớp lông cừu khâu tay. Nó là hàng gọi là chị Vũ Thị Kim Ngân. Gọi là tinh túy nhất trong các loại dạ rồi đấy. Hả? Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. Đẹp chưa? 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Vũ Thị Kim Ngân. Em này 600 ạ, mã là 901. 600 nghìn mã 901. Chị Huyền Trang. 600 nghìn mã 901 cho em này. Đẹp quá. Có gì? Có. 59 với chị Huyền Trang. Và Trang là 2 đến 3 con. Em này ạ, chị nào cân nặng size chuẩn M cho em ạ, 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân nhá. Dưới 55 cân này, em này 600 nhá, mã số là 821. 600 nghìn mã số là 821. 901 cho chị Cúc Nguyễn. Đây màu xanh đi đúng không? Con màu xanh này thì đỉnh cao của đẹp luôn. Xanh nó là xanh kẻ nhá, không phải xanh trơn đâu ạ. Xanh nhỏ thôi. Chị quên xin thử thoại chị ơi. Sao mà hôm nay lại đông mắt vậy? Hôm nay các chị khó chăn rồi. Em này các chị có cân nặng tầm 57-65 cân này. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 821 cho chị Hương Cân. Em này mức giá của nó là 600 ạ. Mã số là 892. Gọi 600 nghìn mã số là 892 thêm. Ôi má ơi, trong cái trên đời có những cái con chất dạ nó đẹp như này. Cái mà các chị vào xem không ra được với chất đẹp quá. Em này 50 thì 57 cân thôi ạ, dưới 57 cân ạ. 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá, dưới 57 cân này. Em này mức giá của 600 nhá, mã số là 520. Nhiều mắt quá, không nhìn thấy con vần số của các chị luôn ấy. Đây, em này 892 chị đó. Hà Bình. Con này có đai đi kèm nhá, mọi người cứ đả rơi cho em, không phải đóng đạo thắt vào đâu. Đẹp mê luôn này, cảm ơn chị Hảo Thân nha. Khách vô cùng đáng yêu. 520 chốt chị Nguyễn Kim Liên. Em này á, chị nào có cân nặng 60-65 cân này. 60-65 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ, chất đẹp lắm, mặt dạ như có cashmere luôn. Mã số là 313. 600 nghìn mã là 313. 600k mã số là 313 cho em nhé mọi nhá. Ôi, mỹ mãn luôn ý. Đẹp thật, đẹp thật.
chị size chuẩn M thôi. 50 đến 55 cân nhá. 50 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 600 ạ. Mã số là 827. 600.000 mã số là 827. Một người nhau một mã thôi ạ. Mình chấm phẩy với các chị nhớ. Ủa cái màu này đẹp quá. Màu này còn khó xuất hiện luôn ấy. Màu xanh hơi bị hiếm. 313 các chị mùa thu. Ôi chất đẹp thế. Chất siêu đẹp luôn. 827 chất cho chị. Đâu vậy ạ? Huệ Tây Nguyễn. Chị mua trên thị trường chị ơi. Chị nào khách mới vui lòng cho em xin thông tin số điện thoại và địa chỉ nhá. Mọi người ơi, em cầu xin mọi người luôn ấy, là cái hàng này em chủ yếu là bán để tri ân khách cũ. Các chị khách mới ơi, nếu mà mọi người không có nhu cầu chốt ấy, mọi người đừng trêu đùa trái tim đau khổ của em nhé. Bởi vì Tết rồi ấy, em chỉ muốn cho các mọi người mua được những cái áo đẹp và giá cực kỳ tốt thôi. Thế nên là mọi người không có nhu cầu, mọi người đừng chốt, xong rồi mai xả rồi bom của em. Tết em khổ lắm, thật sự luôn. Em này 55 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. Mức giá em này 600 ạ, mã là 310. 600.000 mã là 310 nha. Em phải cầu xin mọi người luôn đấy. Thật sự đấy mọi người. Em này các chị size ML 50-60 cân nhá. Dạ đỏ này. 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân này. Mức giá của em này là 600. Mã số em này là 326. Đấy thế là chị nào có nhu cầu chốt thì mọi người chốt. 310 chốt chị Trần Tố Thu. Đừng chốt xong xả em khổ thân em chụp. Chị Trần Tố Thu chuyển khoản này cho tiếp ạ. Em này ạ, chị nào cũng ML cho em này, 50-60 cân nhé, còn ai này 50-60 cân nhé, dưới 60 cân ạ. Em này mức giá 600 nhé, mã là 943. 600.000 mã 943 nha em này. 326 chị Thúy Thanh. Ôi em thề luôn ạ, màu hồng siêu đẹp luôn và có đai nhé mọi nhé. Mark có đánh là size số 2. Không phải đâu chị ơi, thì nhiều người người ta khó hiểu lắm. Thế nên là em cứ phải xin trước. Thực sự luôn là phải xin các chị luôn ấy. 943 cho chị Thu Hải Trần Thị. Em này mức giá của có cân nặng 48 đến 53 cân nhá, dưới 53 cân này. Em này mức giá của nó là 600 nhá, mã là 328. Mọi người cứ bình tĩnh nhá, bởi vì em sẽ cố gắng lên cho mọi người đầy đủ. Em này à, có đai đi kèm nhá. Cái này thông thường nó sẽ ra làm thiết kế. Có dạ 65 cân đấy chị ạ. Em này ạ, chị nào có cân nặng, đây có đai nhá mọi nhá. 328 cho chị Nguyễn Kim Oanh. Chị nào có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân ạ, dưới 63 cân nhá. Em này 600.000, mã số 7. 600k mã số 7 cho em này. 600k mã số 7 cho em này. Một em này màu rêu rất đẹp luôn này. Chỗ này của nó là có cục lông thật. Có đai nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhé, đai đi kèm ạ. 55 đến 60 cân ạ, 600, mã số là 523. 600.000 mã số là 523 cho em. 600k mã số là 523. Ủi đẹp quá này. À dài đến mông, không có số line này không có dài đến mông chị ạ. Cái này chỉ có dài qua mông thôi. Còn số 7 thôi ạ. Size M cho em nhá. Chị ơi chị cứ xem đi, các chị cứ bình tĩnh nhá, còn nhiều lắm. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, mã là 982. 600.000 mã số là 982 cho em. 600.000 mã 982 cho em này. Con này chất đẹp dã man luôn. 523 chốt chị Bùi Thắng. Có đai nhá mọi nhá. Lông cừu 100% này. Bùi Thắng inbox luôn địa chỉ ạ. Em này dáng rộng rồi. Em này ạ, đây, chị nào có cân nặng tầm 60 cân đến 70 cân đều vừa luôn. Như em đang là 65-66 cân đây này. Em này các chị nếu mà dao động quanh 65 cân là mặc rất đẹp luôn. Chất đẹp lắm, có đai nhá. Em này mức giá của nó 600 nhá, dao động quanh 65 cân. Mã là 949 này. Tầm 65 cân là đẹp nhá. 949 cho em. Màu mận cho em nhé mọi nhá. Chị Linh Hà bao nhiêu chị ạ? 65 cân chị ơi. Em cao 1m65 nặng 65 cân được rồi. Em này các chị 57-63 cân này. Không, dưới 65 cân. 60-65 cân ạ, dưới 65 cân nhá. Em này 600 ạ, mã số là 452. 600.000 mã 452. Mình mưa chưa nghe mã mọi người đã chốt à. Cái mạng là chị bị chặn rồi. Này, mối mọc đẹp chưa.
Ui, hai cái màu phối với nhau rất là ăn điểm luôn. Em này các chị size chuẩn M, không đẹp không lấy tiền luôn. 48-55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 600 ạ, má là 917. 600 nghìn, má là 917. Cho được 3 cái nhỉ. 917 cho em này. Tiếp theo, em này này. Các chị size tầm từ đấy, size L đây này chị này. 57-63 cân rồi con này đây. 57-63 cân nhá, dưới 63 cân này. Em này mức giá 600 nhá, má là 991. 917 cho chị đi ra. Con này hôm trước em mở kiện em bảo sao trên đời có cái dạ đẹp như này nhỉ. Dạ lông nó dài nhưng nó rất mượt nhá mọi nhá. Cầm rất là êm tay. Lông kiều 100% bát đánh xanh nhỏ này. Em này các chị size chuẩn M cho em ạ, 50-55 cân ạ. Đẹp lắm, hơi phẩy sáng. Màu hồng đậm và hơi phẩy sáng. Em này mức giá của nó là 600 nhá, size M, má là 938. 938 Nguyễn Phương Phạm. 938 cho em này. Con này mà hồng phấn nhá mọi nhá. Hồng phấn cho em. Nguyễn Phương Phạm mới chuyển khoản rồi, cho tiếp ạ. Hồng phấn cho em nhá, đáng lỡ là em lấy 1.500 này. Em này thì chuẩn M là mặc đẹp thôi, chuẩn M thôi, 50-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 600 à 500, mã số là 860. 938 cho chị Nguyễn là mát có 500. Đẹp chưa? Em ơi những con này mọi người khả năng mọi người phải vào Việt Nam mình ý. Hàng thời gian thiết kế là 1 và 2 là những cái hãng thương hiệu công sở nổi tiếng. Ví dụ như là Format hay là Chiclen hay là Lem ấy. Lem mới là có. Em này các chị có cân nặng size tầm 48-55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 600. Mã số là 549 này. 549 cho em này. Đẹp chưa? Có đai nhá các bạn nhá. Size này mắt đánh size M này. Có size nhỏ nhá chị ơi. Nhưng mà cái form này nhỏ của nó cũng khá là to ấy. Thế nên là em tư vấn hầu như các chị size M trở lên là ok. Em này các chị có cân nặng 53-57 cân ạ. Dưới 57 cân nhá. 57 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 600, mã là 932. Bởi vì sao? Cái dạ này nó hơi kén người mặc một chút. Chị Nhung Cao chuyển khoản cho chị tiếp. Chị nào mà không biết, không biết mặc em nó sẽ bị lốt người vào ấy. Nó sẽ rất là xấu. Chị Nguyễn Liên có đọc được vào không sao? Chị bảo chị không được phần tin nhắn. Em này các chị 50-55 cân thôi, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá của nó 600, mã là 346. 932 cho chị Thu Hà Trần Thị. 346. Em này là của Zara nhá mọi người ơi. Sao biết là Zara gì đây? Zara này. Con Zara này cỡ khoảng 5 triệu 2 cái này. Cỡ khoảng trên 5 triệu. Em này nam. Chồng chị nào có cân nặng tầm từ 68-73 cân của nam. 346 chị. Hàng của Zara dưới 73 cân của nam nhé. Em này mức giá của nó là 600 ạ. Mã là 814. 814 của Zara này. Đẹp chưa? Có đai nhé mọi nhé. Giờ cho con nào chết con đấy luôn. Em này ạ. Các chị size tầm từ 47-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 600 ạ, mã số là 459. Đông mắt quá toàn thấy comment đấy. À, còn thấy chấm ấy, chả thấy comment ấy. Đến lúc ít ít mắt này mới thấy ra này. Thấy các chị lên mã kiểu căng căng này hay là bị đông mắt quá hay cứ bị nhảy tung ấy. 814 ạ. 814 chị Ngọc Hà. Size nhỏ thôi mọi người ơi. Em này các chị có cân nặng tầm 47-50 cân là đẹp nhất ạ. Dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân ạ. Em này mức giá của nó là 600. Kẻ ô nhá, hồng trắng, mã số là 954. 954 cho em này. 954 cho em này. Tiếp theo nhé mọi người. Con này giống băng tô chứ các bạn. Con này nó còn khuy cài cổ luôn đấy. Có đai nhé mọi nhé. Hôm nay 459 cho chị Nguyễn Hoan. Hôm nay 100% lại đai em chưa lồng. Bởi vì bận sự luôn. Em này các bà có cân nặng tầm từ 55-60 cân. Em đảm bảo 954 cân lấy chị Đào Thị Hiên. 55-60 cân này. Khuyến khích các chị 55-60 cân lấy đẹp cực. Nguyễn Hoan hay mới giá này 600 nhá, mã là 907. Nguyễn Hoan hay mới bao thông tin đi ạ? Đào Thị Hiên 600.000 mã 907. Nhìn đơn giản nhưng mà chỉ cần
nhìn đơn giản thế này nhá, nhưng mà chỉ cần nhở ra này mọi người sẽ biết là đẹp vãi trưởng ra này. Mọi người biết là đẹp vãi trưởng chỗ nào không? Đó là Burberry xịn nè. Chín linh bảy chốt chị Lộc Xuân. Em này ạ. Chị Lộc Xuân inbox số điện thoại địa chỉ ạ. Cái này sắn tay lên cho em nhé. Chị nào có cân nặng tầm 63-67 cân này. Dưới 67 cân nhé mọi người nhé. Em này 600 ạ. Mã số em này là 63-67 cân ạ. 600.000, mã số là 893. 893 cho em. Ui, chất đẹp thế, chất đẹp thế. Chất quá xịn luôn ấy. Lông kiều. Mặt dạ nó mượt như có cashmere luôn mọi người. Nghe chẳng rõ mã. Chị cho volume của chị to lên tí được không? Em nói to cực kỳ luôn này. Em này các chị 50-60 cân nhá. Trên cốt dài, chất mượt lắm. 50-60 cân ạ. Mức giá của em này là 600 nhá. Mã là 866. 600.000, mã số là 866. 600.000, mã 866 cho em này. Size nhỏ thôi. Mọi người nhìn cái con xanh em mặt vừa thấy mặt dạ là có óng mượt. 866 cho chị Đào Thị Hồng. 47-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 835. 600.000, mã số là 835. Kẻ này các bạn ơi. Kẻ này có đai nhá. Có viền luôn này. Đẹp chưa, đẹp chưa. Em này ạ, chị nào có cân nặng size tầm từ 47 cao trên 86 cho chị Hà Lê. 47-55 cân ạ. Em này 600 ạ. Mã số là 950. 950 nghe này. Kẻ nhá mọi người ơi. Kẻ size to này các bà ơi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 63-67 cân này. Kẻ đấy, dưới 67 cân nhá. Mức giá của em này là 600 ạ. Hơi dặn nhẹ nhá. Mã là 903. 950. Chất của nó hơi nhám nhám á. Mã 903 cho em ạ. Qua màu hồng này mới kia đỉnh này. Nói chung là chịu hàng thiết kế luôn ra hàng này đúng không? Cái màu này á. Thông thường nó sẽ rất là đắt. Con này size XS thôi. Chị nào cân nặng 43-48 cân này. 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 48 cân này. Bởi vì nó là hàng thiết kế nên size nó chỉ có XS. Cùng lắm là mờ ấy. Em này mức giá của nó là 600 nhé, mã là 737. Màu hồng tươi. 93 cho chị Linh Ngô. Đây ạ, con này chất dạ, siêu đẹp luôn. Tí nữa em sẽ đứng gần cho mọi người nhé. Con này là có dây lụa bên trong luôn. Cái cổ của nó làm cách điệu nhé mọi người nhé. Đẹp chưa? Em này các chị 50-57 cân này. Chất dạ đẹp lắm. Lông nó mượt và cầm nó chắc lắm ạ. Đây này. Em này 50-57 cân nhá. Em này 600 ạ. Mã là 842. Chị nào chưa có bộ này, bộ màu này trong bộ sưu tập thì lấy ngay. Không có bộ sưu tập, trong bộ sưu tập phải lấy ngay vào luôn. Em này các chị size 50-60 cân này, ML nhá mọi nhá. 50-60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. Em này 600 ạ. Mã là 858, kẻ ô nhẹ. 858 nha em này. Em bomber này mọi người ơi. Em không cho xem lại đâu chị ạ. Con nào qua rồi em sẽ like luôn. Bởi vì có rất nhiều con đẹp là chờ đằng sau. Nhưng em không like lại. Thì em không like lại nhé mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 45-50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này bomber nhá. Em này 600 ạ. Mã số là 899. 899 cho em này. 858 cho chị theo đi. 899 cho em nhá. Chị nào mà quen mua nhà em rồi ấy, bởi vì cái tốc độ này ra em ra chậm rồi. Chị chiếu đỏ nhà em rồi. Con này có đai nhá mọi nhá. 60 cân đến 66 cân. 60-66 cân nhá. Chị Nguyễn Trinh ạ. Dưới 66 cân này có đai nhá. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 951. Có đai ạ. 600.000 mã 951. 899 cho chị Vân Chi. Tiếp theo ạ, con này là cổ sen nhé, mọi em size nhỏ thôi. Cổ sen. Em này các
định size S thôi ạ. Maximum 52 cân nhá. 45 cho đến 52 cân là mặc ok. Cổ sen ạ. À. Em này 600 nhá. Mã là 329. 329 nhá mọi nhá. Vừa sao có tiểu thư đấy. Em này ạ, chị nào cân nặng size tầm từ 47 đến 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 600 ạ, mã là 818 này. 600 nghìn mã số là 818 nha. Có lấy chị Vy Du ạ. Tiếp theo nhá mọi nhá. Đỏ đi. Con này đẹp chưa? Chất lông đấy ạ. Chất lông kiểu siêu đẹp luôn. 903 chất rồi, đấy là 93 đấy. Okay. 818 chị Nguyễn Hằng. Em này à, chị nào có cân nặng bằng cân em mặc cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ nhá. 60-65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp. Cái mặt dạ nó mượt ấy. Mức giá em này là 600 nhá. Mã là 466. 600 nghìn mã là 466 cho em này. 600k mã 466. Màu đen huyền thoại. Con đen nào cũng đẹp luôn ý các bạn. Con này có đai. Đen này có đai. Ui. Dã man đẹp luôn á. Bà nào có cân nặng tầm từ 57-63 cân này, có đai đi kèm nhá, huyền thoại luôn. 57-63 cân nhá, dưới 63 cân nhá. Mức giá của em này là 600. 600 nhá, mã số em này là 527. 566 chị Linh nhé. Nhẹ và ấm, 527 cho em này. 527 cho em này. Một em tiểu tư, kẻ nhá, siêu đẹp. Size M cho em ạ. 47 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ. Mã là 828. Size 38 nhá. Chất nhẹ và rất đẹp luôn. Đây là cái này mọi người săn đi này. Nhẹ và rất ấm luôn ấy. Đó là low cube. Kiểu cảm giác xịn xịn ấy, mà mặt của em ấy. 828 cho chị Hoa Cường. Em này các chị 50-55 cân ạ, à. Dưới 55 cân nhá. Mức giá của em này là 600 ạ, à. Mã là 280. 600 nghìn bạn, số là 280. 527 cho chị Tulip Hoa. Màu đỏ nhá mọi người. Bật điều hòa mà không thể nào mà hết hết nóng được bởi vì nó sức hot, sức nóng của cái áo. Em này 48-55 cân size M nhá. Em này 600 ạ, à. Mã là 965. 600 nghìn mã 965 cho em này. 280 chị Hoa Phan. Cái này chốt của nó là da, chốt của nó chốt da xịn nhá. Ủa cái chất chất gợi tả như nào nhỉ? Mặc lên nó êm đi. Chưa cắt xiết ạ, à. Em này cắt xịn 55-60 cân. Đây, chỗ này có cúc bấm ở đây nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. À. Em này mức giá 600 nhá, mã là 317. Mặc êm 965 cho chị Mai Lương. 317 nhá. Kẻ nhá, con này chỉ size nhỏ thôi, kẻ ô. Em này ạ, à, em này các chị phải có cân nặng size tầm từ 55-60 cân đấy. Nhìn vậy thôi, để các con có cân nặng. 55-60 cân kẻ ô nhá. Em này mức giá của nó là 600 ạ. Mã là 944. Ba 317 chốt chị Hiền Nguyễn. Lấy đi, con này không có đâu. Có nghĩa con những con này theo 5 tháng nó cũng không bị lỗi mốt và rất đẹp luôn. Hơi nhám nhẹ nhá mọi nhá. Mặc với áo dưới nhiên là đẹp. Em này 48-55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá. 600 ạ. Mã là 524. 600 nghìn mã là 524. 944 cho chị Nguyễn Thu Hương. Kẻ rụng tim luôn ấy. Chị Nguyễn Thu Hương cách mới inbox đầy đủ số điện thoại này chị ạ. Em này các chị size M ạ, hơi nhám nhẹ thôi, bởi vì lông kiều mà. Size tầm 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này. Em này mức giá 600 nhá, mã số là 725. M 600 nghìn mã 725 đi. 524 cho chị Nga Nguyễn. Không giấu. Con này có đai nhá, đầy đủ đai luôn. Con này mất đai tay. Đai eo có... Anh ấy có trả cái bực bịch đai nào không ạ? Em này các
chị có cân nặng 60-65 cân nhá. Mất đai tay thôi. Mất một bên đây. Em lấy mọi người cái giá của bạn này 4,5 cân nhá. Mất một bên đai tay. 4,5 cân. Size 60-65 cân ạ. Má là 992. Kẻ này đẹp quá, kẻ có mũ này. Em khó kiếm cực ý. Em này nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57-65 cân. Cái này các chị không lấy, em lấy ạ. Chị như vui đi luôn. Dưới 65 cân nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, má là 332. Chị nào vừa chuyển khoản 1 triệu cho mình dẫn. Được rồi nhá chị ơi. Em này các chị size nhỏ thôi ạ. Em này các chị có cân nặng tập từ 45-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. Chỉ 50 cân quay đầu thôi. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã số là 139. 332 cho chị bền lê. Không có ạ. Hết mã rồi. 18 lông chuột ạ. Con này là một em hàng hiệu nhá. Nó bị cắt các cái mắt này. Em này ạ, em này nam. Chồng chị nào? Cho chị Thị Nhung Nguyễn. Cao trên 1m7 và có cân nặng tầm từ 63-67 cân. Dưới 67 cân của nam, cao trên 1m7 nhá. Em này 600 ạ, mã số là 878. 600 nghìn mã 878 cho em. 600k mã số là 878 cho em. Đen huyền thoại. Của em đen huyền thoại luôn. Một đen huyền thoại dành cho các chị size L. Em này 55-60 cân nhá, 60 cân quay đầu màu đẹp của các chị size L nhá. Mức giá em này là 600 ạ, mã là 470. 600 nghìn mã là 470 cho em. Đẹp quá chưa. À, xịn luôn nhá mọi người ơi. Con này thì dành cho ấy thôi, chị nào biết chơi thôi. Em này ạ. Chị nào có cân nặng size tầm từ 48-55 cân, choàng dài luôn, dưới 55 cân nhé. Dưới 55 cân cho em này. Em này mức giá của nó là 600 nhé, má là 342. 600 nghìn mã số là 342 cho em. 600k mã số là 342 cho em. Kẻ ô nè. 470 cho chị Hoài Thanh Võ. Kẻ ô nhé mọi người nhé. Là bộ sưu tập của nó. Em này các chị size S thôi ạ, 45-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân thôi. Mức giá của em này là 600 ạ, mã là 431. Kẻ ô. 600 mã 431 cho em. Chị Hoài Thanh Võ chuyển khoản này cho tiếp ạ, dừng Hoài Thanh Võ. Ui mẹ ơi, con này vừa đẹp vừa ấm luôn ạ. 342 cho chị Đoan Lê. Cái lót của nó này này, gắn vào đây để mọi người mặc vừa ấm vừa nhẹ luôn đấy. Nó trần bông bên trong luôn này. Quá chất chứ còn gì nữa. Em này các chị 60-65 cân. Đây bao luôn địa chỉ ạ? À? Chất khỏi bàn luôn á. 60-65 cân màu xanh đen nhá. Em này 600 ạ, mã 885. 431 cho chị Thùy Dương Nguyễn. Vừa đẹp và vừa không sợ chết rét. Lông lạc đà chị nào vừa hỏi em đấy nhỉ? Chị nào vừa hỏi lông lạc đà ấy. Lạc đà này các chị có cân nặng 53-60 cân này. Lông lạc đà nhá. 10%. 53-60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó 600. 885 cho chị Hà Bình. 600 ạ, mã số là 935. 600 nghìn mã 935. Em chất đẹp quá, ai từng biết nhà mọi người. Chị Hà Bình chuyển khoản lại cho tiếp ạ. Không thể làm chê được ạ, mát đánh xe M cho em nhá. Đen thằng lỡ có đấy, chị là em biết ạ. Ôi con này mát đánh xe M nhưng mà chị nào có cân nặng tầm 57-63 cân nhá. Dưới 63 cân ạ, 63 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 935 cho chị Lý Bách Linh. Phối màu quá đẹp luôn ấy. Em này mức giá 600 ạ, mã là 348. 348 cho em nhé mọi người nhé. Mận này. Em này các chị size tầm từ 53-60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Em này 600 nghìn, mã là 512. 600 nghìn mã số là 512 em. Ôi con này đẹp chưa? Má ơi, đẹp quá. Size nhỏ thôi. Em này ạ, à, chị
chín áo cân nặng 47 đến 51 cân, siêu đẹp luôn. 51 cân quay đầu nhá, dưới 51 cân này. Mức giá này là 600.000 nhá. Mã số này là 946. 600.000 mã 946. 600k mã số là 946 này. 512 chị Cầm Nguyễn. Màu xám nhá mọi người. Rất man rồi. Chị Cầm Nguyễn hay mới inbox số điện thoại địa chỉ. Có ráng lỡ ngày hôm nay ít, ráng lỡ mọi người vào hộp số like sau nhá. Em này số like ngày kia 47 đến 55 cân, dưới 55 cân này. Mức giá này 600 nhá, mã là 964. 964 trên này. 946 cho chị Thu Thúy. Chất đẹp thế nhỉ? Cái con này này, chất đẹp cực. Mọi người sẽ... Chị nhá. Thu Thúy chuyển khoản để cho tiếp ạ, dừng Thu Thúy. Chị nào ấy mà chưa dùng cái hàng lông chùm lớp không tay này ấy, thì em sẽ tả cảm giác cho mọi người dùng hàng xịn như sau nhá. Mặc lên nó êm, nó nhẹ và nó rất ấm. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ, mã là 435. Có thấy chị Dung Hải nhá, thì có thể lên mã ấy. Chị đang chọn. Con này là phúc bấm nhá, mặc như váy luôn này. Con này cổ của nó làm cổ bẻ nhá mọi người. Có đai nhá mọi người, cúc nó sẽ bấm từ trên xuống dưới. 435 cho chị Hoa Phan. Em này các chị size tầm từ 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này có đai nhá. Em này mức giá của nó là 600, mã số là 457. 600.000 mã 457. Review cho chị mặc đây. Nếu mà chị nào mà không lấy thì nghe em tả là sẽ được biết là mặc như nào rồi. Chị Hoa Phan khách mới chuyển khoản này cho tiếp ạ. Em này các chị size ML 50-60 cân nhá. 50-60 cân ạ, mức giá em này là 600 nhá. Mã là 930. 600.000 mã 930. Em này nhá, siêu đẹp luôn. Có đai đi kèm nhá mọi nhá. Con này các chị có cân nặng tầm từ trên 60 cân là ok. Đẹp chưa? Như con này là sinh ra dành cho em rồi. Trên 60 cân, 60-65 cân ạ. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Màu be siêu đẹp luôn ạ. 600 ạ, mã là 96-963. Bạn nào nhá? Chị Hoa Phan ơi, chị đừng đùa em nữa. Em vừa em xin chị rồi đấy. Chiếu mỗi nước quỳ rồi xin chị luôn. 930 cho chị Dung Hải. Chị có cần em quỳ rồi xin chị bây giờ đây này. Màu không hợp thì sao chị lên mã ạ? À? Dạ Dung Hải. Con này tay tay phối da nhá. 930 chốt chị Nguyễn Hà. Cho lại chị Nguyễn Hà. Bốc kiểu 100% này. Chị Nguyễn Hà hay mới bốc địa chỉ ạ? À? Chị lấy con 435, chị không chốt được con 435 mà chị đòi lấy con 435 đúng không? Con. Thôi được, thôi gọi bảo quay yêu cầu chứng khoản tiếp vào thôi, quay chứng khoản. Không phải vì đông khách mà em thế đâu mọi người ạ. Mọi người phải hiểu cho em, bây giờ là Tết rồi. Em này các chị 50-60 cân nhá. Ô con này có đai da ở đây nữa. Dưới 60 cân nhá. Em này 600 ạ, mã là 404. 935 rồi. Không có. Con này màu của nó màu hồng phấn siêu đẹp luôn ạ. Rồi còn 963 thôi. Em này các chị 57-63 cân này, dưới 63 cân nhá. 600 ạ, mã là 578. Tôi không giải thích nhiều đâu em. 404 cho chị Anh Nguyễn. Chị cần con xịn đẹp lấy con này cho em này. Con này mát có khi nó chỉ đánh xanh S hoặc M thôi. Nhưng mà Việt Nam mình là về S và M là các chị cứ kêu vào lên. Ô con này còn mạc luôn này. Mặc lên đẹp cần gì hợp gì ơi. Em này ạ, chị nào có cân nặng. Ôi, mới chưa cắt xiết luôn. Còn ô nhá, nhưng con này 60 cân đến 67 cân. Siêu đẹp luôn, cao trên 1m6 nhá. 60-67 cân, cao trên 1m6, cực đẹp luôn. 600 nhá, mã là 441 này. Tôi bảo hôm nay không có tắm lỡ đấy. Ôi. Con này đẹp chưa? Thôi đến chết nữa thôi. Em này à,
48 đến 55 cân này, size M thì em nhất dưới 55 cân. Em này mức giá của nó 600 ạ. Mã số là 437. 441 cho chị Đào Thị Hồng. Các chị khách mới ơi, các chị lưu ý giúp em này. Lúc đầu like của nó rồi, bây giờ em nói lại này. Cái số like này nó chỉ dành cho áo dáng dài và siêu phẩm thôi. Giá 600 nghìn là giá quá hời cho các chị rồi. Em nói thật. Còn nếu mọi người cần săn dáng lỡ và dáng ngắn ấy, mọi người vào tối ngày kia, em sẽ không nói lại một bất cứ một lần nào nữa đâu. Em này 47, 55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá. Dưới 57 cân chị Hạnh Nguyễn. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 306 ạ. Rất đẹp bát trưởng luôn. Con này các bà nhận được chiều khắc rồi. Chất đẹp cực. Vì sao? Cầm nó đầm tay ấy. Mà nó êm. Khóc vì đẹp quá. Em này các chị ạ, có cân nặng tầm từ 57 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. Đẹp cực. 600 ạ. Mã số em này là 977. 600 nghìn mã 977. 306 cho chị Vân Trần. Màu cam đào nhé mọi người ơi. Con này chỉ size M. Tay nó dáng rộng như vậy. Tay của con này là tay rộng như này nhá. Nhưng mặc lên nó vừa lắm. Nó không kiểu bôm xôm đâu. 977 cho chị Đồng Thị Tuyết. Size M cho em mắc đánh size M này. Nhưng em tư vấn các chị 55 đến 60 cân nhé. Có đai nhé. Chất đẹp lắm. 55 đến 60 cân ạ. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã số là 458. 400 nghìn là 458 nha. Màu đỏ này. Đỏ có đai. Nhìn rất mượt lên nào. Bản chất nó mượt thật đấy. Em này các chị 48 đến 55 cân size M nhá. Dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã số là 318. Có chắc là có cam đất ạ. Đất đây. Người ơi kẻ đẹp quá. Xịn xò luôn ạ. Lông cừu này, xe 36 này. 318 cho chị Huệ Phạm. Size 38 nhé mọi nhá. Size 38 này thì dành cho các chị size M thôi. Em này 50 55 cân là đẹp ạ. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Nhẹ và ấm lắm, chất êm. Mã số là 312. 312 cho em. Đẹp chưa? F và M thôi. Em này ạ, size S thôi. 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân nhá, cao trên 1m58 này. Em này mức giá của nó là 600, mã số là 832. 600 cam 832 cho em. Một em màu đen nhá mọi người ơi. Tay có cúc ngọc này. 312 cho chị Nguyễn Giới. Em này ạ, chị nào có cân nặng size tầm từ 50 đến 60 cân nhá. Em này hàng handmade này. Mức giá em này là 600 ạ. Mã là 906. 832 cho chị Bon Bon. Chị Đà hỏi. Cam đất à? Vậy đẹp quá. Em này các chị chuẩn M thôi. 48 đến 55 cân. Dưới 55 cân các bạn nhá. Em này mức giá của 600 ạ. Mã số là 987. 600 nghìn mã 987. Chị Linh 6 cho chị Su Su. Quá mắc luôn. Tất cả các comment về dạng ngắn tôi sẽ không trả lời đâu nhá. 987 cho chị Hoa Cường. 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân này. Em này mức giá của nó 600 ạ. Mã số là 556. Ui đẹp quá. Mi City hàng hiệu luôn nè. Bọn này hàng Âu nè. Ý là cái thương hiệu của nó là Âu. Còn made in ở đâu ấy thì đa phần là made in China nhá mọi người nhá. Có cả made in Korea trong số này nữa thì nó sẽ không nhiều ấy. Tầm 30%. Em này các chị có cân nặng tầm 50 60 cân ạ, à. Dưới 60 cân nhá. Con này chất cực đẹp. Em này mức giá 600 ạ, à. Mã là 402. 600 nghìn mã 402 cho em. 600k mã 402 cho em nhá. Tiếp tục ạ. Cổ lá sen này mọi người ơi. Cổ sen nhé mọi người. Size nhỏ. Men màu kem sữa, ok có. Kem có kem sữa. 402 cho chị Ánh Tuyết.
Em này các chị size S thôi, củ sen nhá. 45 đến 50 cân, cao trên 1m58, dưới 50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 600, mã là 34340. 600.000 mã là 340. Chị Ánh Tuyết đẹp thế, con này có eo nhẹ. Chị Ánh Tuyết chuyển khoản này cho Tiêu ạ. Dừng Ánh Tuyết. Size S thôi mọi người nhé. Trong kiều à. 47 đến 50 cân và cao trên 1m58 nhé. 47 đến 50 cân và cao trên 1m58 này. Mức giá của em này là 600 nhé. Mã số em này là 870. 600.000 mã số là 870 nhé. 340 chị Hà Chu. Size nhỏ thôi này mọi người ơi. SM màu kem. Con này phải size M màu kem. SM màu kem. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 56 cân. Em này mức giá 600 ạ. Mã số là 851. 600.000 mã 851. 870 chốt chị Thu Loan. Một em màu đỏ nhá. Nó đẹp người đẹp cả lết luôn. Giá nó đẹp luôn ạ. Lắc vàng cổ này. Em này các chị 55 đến 60 cân. Đẹp dã man. 55 đến 60 cân nhá. Em này 600 ạ. Mã là 555. Đẹp cả mã luôn. Rất là người đẹp. Con này quá đẹp luôn này. Chất mềm mà êm lắm mọi người. Chị nào mà mới chơi hàng si mọi người chưa biết ý. Mọi người chơi thì bao nhiêu này. Thì ý là nó sẽ an toàn hơn. Con này mọi người sắn tay lên được nhá. Em này các chị này, trong một lớp len 555 cho chị Thúy Thanh. Em này các chị có cân nặng 47 đến 55 cân ạ. Em này mức giá 600 ạ. Mã là 902. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 60 cân này. 50 đến 60 cân nhá. Em này 600 ạ. Mã số là 850. 850 đây này. 851 cho chị Lê Cúc. Bánh bèo nè. Em này các chị có cân nặng 42 cho chị Hòa Minh. 47 đến 52 cân nhá. 52 cân quay đầu mọi người này. Mức giá em này là 600 nhá mọi người. Lê Cúc chuyển khoản cho 600, chị ơi. 600 bán là 815. 850 cho chị Thảo Lê. Chụp lại. Hòa Minh. Chị Hòa Minh. 850 chị Thảo Lê. Chút. Em này mang cánh xanh đỏ thôi này. Chị ơi. Em này nhớ là dáng ngược Nguyễn Bình, dáng choàng nhá, rất là đẹp luôn. Dáng choàng nha em ạ. Nhưng mà em này các chị size S không mặc được đâu ạ. Em này phải 60 cân trở lên, trên 60 cân. Em này mức giá bởi vì mát còn đánh size S ở nước ngoài chỉ mặc như thế thôi. Nhưng mà Việt Nam mình mặc theo kiểu fit vào người vừa vừa ấy thì em tư vấn các chị. Vì sao trong dạng một lớp size S rất ít? Bởi vì sao? Size S của nó đây như con này là size S này, nhưng Việt Nam mình về không mặc được ấy. Các bạn không biết cái kia không biết kiểu mặc cái sự toàn quay lại feedback với em là sơn nó rộng đấy. Nhưng thật sự nó mặc phải rộng mới đẹp ấy. Nhưng mà em tư vấn cho mọi người để mặc vừa nhé. 60-65 cân này. Em này 600 ạ, mã là 914. Chị Anh Tuyết chuyển khoản luôn đi cho được Tiêu. Ui mẹ ơi con này đẹp, dã man luôn. Ôi nó là hàng xịn nhỉ, Fula. Xem mờ đi. 48-55 cân nhé mọi người ơi, 600 thôi. Thật sự mọi người không thể chê được điểm nào luôn. Từ chất từ dáng luôn. 60 à gì nhỉ? 50 size M 50 55 cân. 55 cân thôi. 600 ạ, mã là 347. 347. Con này em phải bán kiểu cảm giác nhiều đẹp phát trưởng rồi. Con nào đẹp luôn. Chứ không con nào ế. Đẹp dã man. Em này ạ. Bà nào có cân nặng size tầm M, S 47 đến 55 cân ạ. Em này mức giá của nó là 600, mã là 731. 731. Rêu. Em này ạ. Tiếp theo là có đai tay đây nhé mọi người. Em này các chị có cân nặng tầm 23 đến 60 cân. Dưới 60 cân màu rêu nhá. 600 ạ, mã là 124. 600k 124 cho em. Một con màu rêu xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn này.
rêu mà form đẹp cơ chứ không phải. Con này có lót tay luôn nhá, xịn lắm. 50 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 600 nghìn, mã là 3, mã số 300. Form đẹp, tay có lót, 600 nghìn mã số 300. Tiếp theo này. Con này các chị size to đấy. Em này các chị có cân nặng 57 65 cân nhá. 57 65 cân này, dưới 65 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ, mã là 941. 600 nghìn 941 cho em nhá. Tiếp theo ạ, mùa em này nhá. Đây. Ui. Đó là kẻ các bạn. Kẻ. Bên trong của nó mùng một màu nhưng bên ngoài của nó là kẻ. 124 cho chị Đặng Huệ. Cái này các chị size nhỏ thôi ạ. 300 cho chị Nguyễn Thị Lê Thu. Em này 47, 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Hơi dặn nhẹ nhá, hơi nhám nhám. Có cái chất lông cừu 100 này thế. À, mức giá của em này là 600. Dưới 50 21 cân. Tỷ lệ thu inbox đầy đủ. 600 nghìn, mã là 988. Huyền Phạm. 988. Đẹp chưa? Con này có đai đi kèm nhá, cổ lá sen này. Chị Huyền Phạm khách mới bao thông tin ạ? Chị là khách mới chủ động cho em xin thông tin luôn nhé, mọi nhé. Xin chân thành luôn đấy. Em này ạ, à, chị nào cân nặng sai tầm 55 đến 60 cân màu đen màu lai nhé. Dưới 60 cân ạ. 600 ạ, à, mã số là 9960. Mọi người mà biết trên thị trường bán giá bao nhiêu thì chắc cả mọi người sẽ yêu em lắm. Size S rồi. S cho mọi người nhá. Em này 47 đến 50 cân. Giá quá eo, em không có eo mặc lên cũng được, vì em 65 cân. Em này các chị có cân nặng 47 đến 50 cân nhá. Dáng eo như váy luôn ạ. Em này có giá 600 ạ, mã là 820 dưới 50 cân. 820. Con kẻ này đẹp. Con kẻ này hơi bị độc luôn. Bởi vì sao? Màu nó là kẻ ô to rất đẹp luôn. Kẻ kiểu phóng đại luôn đấy. Con này là lông cừu này. 820 cho chị Dung Còi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57-65 cân. Nhìn tây lắm. Dưới 65 cân nhá. Em này mức giá 600 ạ, mã là 418. Không phải hàng của em khen đâu, nhưng mà thực sự em khen thật. Đẹp thật. 418 đây này. 418 nhá mọi người ơi. Tiếp theo này. Bọn em này là hàng chính hãng của Lily. Bọn này là chuyên hàng Âu. Chính hãng luôn. Đánh theo kiểu hầu như đánh theo form của bọn Âu. Em này các chị có cân nặng tầm 45 đến 5, maximum 52 cân thôi. Tay của nó sẽ làm như này nhá. Nó là hàng thiết kế. 45 đến 52 cân ạ, 52 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 52 cân thôi, có đai nhá. Em này mức giá của nó là 600 ạ, mã là 845. 418 cho chị Nguyễn Huyền. Ông Mika, chị tưởng em đi ấy rồi, mới em đi hàng thôi. Con rể mất đi hàng mất rồi, thì lấy đâu ra được ăn gì nhỉ? Người yêu của con gái em đi hàng rồi. 45 đến 50 cân này, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. Em này mức giá của nó là 600 nhá, mã là 840. 600 nghìn mã 840 cho em này. Màu mặn đi các bạn ơi. 845 cho chị Mai Lê Thị. Em này ạ, à, chị là size bò thôi, 50-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ôi hàng đây chị ơi. Chị Mai Lê Thị khách mới inbox luôn, địa chỉ. Mọi người thấy chưa? Khách tận bên Hàn mua kìa. 50-55 cân nhá. Em này 600 ạ, mã số là 343. Đang bên Hàn đây chị ơi. Ờ, kẻ đi. Kẻ này đẹp lắm. Kẻ này hai màu luôn. Khôn thế, bao nhiêu tiền bỉm sữa của tôi thì mang đến rước về. 343 cho chị con cáo già. Rước về, mang rước về xong rồi cho thêm cắt thêm kiểu cắt thêm đất hoặc cắt thêm tiền ấy. Em này các chị có cân nặng tầm 50 thì 57 cân nhá, dưới 57 cân này, kẻ nhá. Em này 600 ạ, mã số là 410. Xong rồi mang đi mất thì chết.
nhà có cô con gái. Ủa ôi cái này đẹp quá. Size nhỏ thôi mọi nhá, chỗ này của nó là đính đính chắc luôn đấy. Giặt thoải mái lắm, không sao đâu. Nó là kim loại đấy. Có màu ghi đấy chị Lục Hương ơi. Em này ạ, các chị size có cân nặng size tầm từ 45 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này có giá của nó 600 ạ, mã là 956 này. 410 chị Khúc Ngọc Vân. Chị ơi mới trượt có hai em thôi. Màu rêu siêu đẹp luôn này. Con này như kiểu quân đội á, như kiểu army ấy mọi người. Em sẽ lên dần nhé chị ơi. Ôi tầm này em này các chị 55, 57 đến 63 cân này, khỏe á. 57 đến 63 cân nhá. Em này mức giá của 600 ạ, cái chất dạng nó mềm lắm, nhẹ. 600 nghìn nhá, mã số là 70. 956 chị Hà Nguyễn. Chị nào vừa hỏi màu đi giá này. Chị cứ lên mã theo em đọc thôi, chị Thu Trang nhá. Chị cứ lên mã theo em đọc thôi. Con này đẹp quá này. Em này 50 60 cân ạ, dưới 60 cân nhé, 60 cân quay đầu mặc đẹp này. 600 ạ, mã số là 8864. Các chị ơi, gần 600 chị em bảo này. Các chị khách mới em sẽ phổ biến lại một chút nhé. Có nghĩa là nhà em sẽ chốt đơn theo mã của em đọc này. Ví dụ giá em tư vấn cho em đọc giá nhé, xem đọc mã thì mọi người lên cái mã đấy, mọi người thích cái áo đấy mọi người lên cái mã đấy. Vì trên tay nó có gắn cái mác này, có cái mã số đấy và có giá tiền. Khi mọi người chốt thì bọn em sẽ viết tên vào đây. Đồng thời là sẽ có inbox về cho các chị. Ví dụ cái mã trên tay em là mã số 1 chẳng hạn, các chị chốt được mã số 1 thì sẽ có máy sẽ inbox về cho các chị mã số 1. Khách mới cho em số điện thoại địa chỉ trong inbox luôn. Ngày mai nhân viên sẽ chụp ảnh chốt đơn cho mọi người. Sau đó mọi người ok và em sẽ gửi hàng đi nhé. Người ok thì em sẽ gửi hàng đi. Đơn giản thế thôi. Nếu mà mọi người biết thì sẽ rất đơn giản, không biết thì mọi người cứ làm thế nào làm luôn. Số tài khoản chị chuyển luôn này. Chị Ánh Tuyết chốt được đơn chưa chị Anh? Chị đọc inbox đi, nhắn từ lúc thời nhắn. Chị Ánh Tuyết ơi, em inbox số tài khoản vào trong inbox của chị rồi đấy. Chị nhắn Facebook, chị vào đọc. Chị nhắn Facebook nhá. Chị Duy Quang Minh Nguyễn ơi, chị cứ lên mã nhé. Mã kẻ vừa rơi là gì? Em này các chị 50 đến 57 cân ạ, dưới 57 cân nhé. Em này 600 ạ, mã là 873. Chị Trần Thới Hà Trang ơi, màu bò nhạt á. Hơi hơi khó. Bạn nào hỏi màu be, màu biếc thì chả có. Nhưng mà màu bò nhạt, màu vàng nhạt à, hay là như nào? Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này mức giá 600 ạ, mã là 319. 600 nghìn, mã số là 319 cho em nhé mọi người. Một kem kem các bạn lên hết đi. Một đẹp quá. 873 chị Phạm Thanh. Yên tâm, còn một ngày mai nữa mà. Là nghỉ Tết mà. Em này ạ, 55 cho đến 63 cân, dưới 63 cân nhé, có đai ạ. Em này 600 nhé, mã là 953. 953 cho em này. 319 chị Giang Bích. Vàng nhạt đây mọi người ơi. Bên trong của nó màu be nhé. Bên ngoài của nó là kẻ ôm. Em này ạ, size các chị có cân nặng tầm từ 52 đến 56 cân, dưới 56 cân ạ. 600 nhá, mã là 910. 953 cho chị Yến Nguyễn Thị. Con có mũ này hơi bị đỉnh luôn. Hiếm nhá. Lông cừu xịn này. Chị Yến Nguyễn Thị chuyển khoản này cho tiếp ạ. Em này các chị size có cân nặng tầm từ 45 đến 52 cân. Đẹp lắm. 52 cân quay đầu mọi người ạ. Mọi người muốn đóng cúc lên là đóng lên như thế này. Không có chị. Dưới 52 cân nhá. Em này 600 ạ. Nhẹ và rất là ấm luôn. Mã là 971. 971 cho em nhá. 971 cho em. Em có mũ. Mũ từ vừa nãy giờ con này là con thứ 3 có mũ. Đẹp chưa? Có đai có mũ nhá. Chất đẹp lắm. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 65 cân, dưới 65 cân ạ. M L X L thì ok, vì mặt rộng
thoải mái. 971 mức giá 600 ạ, má là 961. 600.000 mã 961 cho em. 600.000 mã 961 cho em. Con này màu đen và có đai đi kèm nhé mọi người nhé. Form rộng cho em nhé mọi người nhé. Form này là form oversize. Thông thường những form này là chỉ đánh chuyển khoản để giao tiếp ạ. Những form này là chỉ đánh size nhỏ thôi. Bác đánh con này size M thôi. Nhưng mà em tư vấn các chị size to luôn ạ. Em này các chị có cân nặng 65-70 cân. 70 cân quay đầu vàng đẹp nhá. Dưới 70 cân này. Mức giá của em này là 600 ạ. Mã số là 817. 600.000 mã 817 cho em nhá. Màu rêu siêu đẹp luôn. Con màu rêu này. Đấy là thật là lòng đỉnh luôn. Chưa. Thì Hà Bình chỉ khoảng 150 cho tiếp ạ. À, áo dạ này lông có xù không hả chị? Áo dạ này thông thường nếu mà chị bảo quản đúng cách thì nó bền vĩnh cửu luôn. Kiểu con nó xù là kiểu lông của nó dài nhá mọi không. Người nhá. Ừ. À, nếu mà chị chứng tỏ là chị chưa dùng đúng không? Nếu mà nó là dạ cái lông lạc đà ấy. 961 cho chị Nguyễn Thị Lê Thu. Thì nó lông nó dài. Nếu mà nó là xù đó. Mà nó là dài thì mọi người sẽ bảo quản bằng cách là ra hàng thôi. Thế còn nếu không thì mọi người dùng lược trải ngược lại thì vẫn phải giặt nhưng mà giặt khô cho em nhé. Áo dạ này có xù không? Thông thường cái chất của nó sẽ như thế này nhé mọi nhé. Chất của nó sẽ như thế này. Con này chỉ được chấm điểm ở mức 10 điểm thôi. Còn những con 100 điểm thì nó sẽ khác nhé. Em này 10 điểm có nghĩa là 10 điểm so với mặt bằng chung các loại dạ có nghĩa là thang điểm 10 nhé. Còn lại những cái con mà thang điểm 100 ấy nó hơn hẳn đỉnh của chóp luôn. Nó có cashmere rồi có lông lạc đà các thứ ấy. Thang điểm 100 ở trên ấy, nó khó nói. Em này 50-60 cân nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, má là 957. Có thấy chị Trần Hương ấy ạ. Đẹp thế này. Thực ra là nếu mà chị nào mà biết dùng cái dòng này rồi, mọi người sẽ rất là thích và mọi người sẽ không thể nào chuyển sang được cái dòng dạ khác đâu. Những cái chị nào 957 cho chị Phương Nguyễn. Em này là 48-53 cân ạ, dưới 53 cân nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, mã là 823. Phương Nguyễn bao luôn xuống ngoài địa chỉ ạ. Mọi người hiểu không? Vấn đề là như này. Có nhiều chị khách hàng em rất hiểu cho các chị khách hàng là cái kiểm tra hàng trước khi nhận, nhưng mọi người chưa dùng cái chất dạ bao giờ đấy mọi người. Một có những con hoàn về có cashmere rất là đẹp mà bị hoàn nhá. Em mới hỏi thì sao mà chị ạ? Chị không thích cái chất dạ này. 823 chị Vũ Thúy Ngọc. Có thể là mọi người chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng mà những con mà có cashmere này Vũ Thúy Ngọc bên bóc chất nó là được đỉnh, dòng đỉnh luôn đấy. Vì sao? Khi mọi người, nhưng mà một cái cách bảo quản nó hơi khó một chút, mọi người sẽ phải mang ra hàng giặt hơi tốn kém một chút. Nhưng mà so với cái áo dạ mà giá trị thực tế của nó lên cả chục triệu đồng ấy, thì giặt là có 50.000 hoặc 100.000 quá là rẻ. Nó là quá là rẻ luôn. Em này đẹp chưa? Con này có đai nhá mọi người. Vừa nhẹ vừa ấm á. Đấy là các chị, đúng là các chị dùng rồi thì em không bán nữa đó. Em này các chị 55-60 cân ạ. Thông thường hàng hoàn là do các chị khách mới, cũng như là mọi người chưa trải qua bao giờ nên mọi người hoàn thôi. Chứ còn bình thường em thấy khách mà đã dùng cái hàng này quen rồi, hầu như mọi người ưng ý 100% luôn đấy. Dưới 60 cân nhá, em này 100.000, 600.000 nhá. Size L, mã là 925. Mãi nói chuyện quá. Màu đỏ đấy các bạn ơi. Mình chuyển khoản 1.800.000 là ok chị Thiền Linh nhá. Em này ạ, chị nào size tầm từ 50 trở lên 55 cân thôi, size M nhá, dưới 55 cân ạ. Mức giá này 600 ạ, má là 973. 600.000 mã 973 nha. Thật mà. Em không phải nói dối đâu, nhưng mà thật sự những cái chị khách đã dùng cả một lớp rồi mọi người. Hầu như là mới không chốt hàng dạ hai lớp. Hầu như là không chốt hai lớp. Mà đã là khách ruột nhà em rồi, mọi người sẽ thường là sẽ thích chốt dạ hàng một lớp hơn. Em này các chị có cân nặng tầm 55-65 cân này. Dưới 65 cân nhá. Dưới 65 cân, màu xanh quá đẹp. 973 chị 600 nhá, mã là 594. 600.000 mã là 594 cho. Thường là mọi người sẽ thích giảm rất hơn. Không quay về nữa, cái người lên đời sống nó lên cao rồi, nó không quay về tầng dưới nữa. Chị Thái Hằng chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. Em này ạ, 47-50 cân là mặc đẹp cho em. 45-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 954 cho chị gấm đồng hương. Cái này tay được. Tay hơi kém. Chị gấm đồng hương inbox địa chỉ ạ? Chị đây, nó trong lai dạo một lớp à.
đẹp chưa? Lông thật nhá. Em này S và M, dưới 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá, 600 ạ, mã là 588. Thực ra là mua hàng si nó có cái ưu điểm, nó là giá nó rất là tốt. 899 đúng không? Không có ạ. Còn mỗi màu hồng nhá, giá nó rất là tốt so với giá bình thường luôn ấy. Nói chung là mọi người mua 10 cái dạng này chỉ bằng một cái dạng mới thôi, thậm chí nó còn không bằng cái dạng mới luôn. 588 cho chị Nguyễn Sáng. Bởi vì dạng mới nếu mà ok ấy, thì giá phải rơi vào từ 800 nghìn trở lên. À 8 triệu trở lên ấy. Còn những cái mọi người mua sale off với mức giá của nó từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi là hầu như cái này là chất của nó không thể là nó sánh được đâu. Em này 50-55 cân nhá, mức giá này là 600 ạ, mã số là 803. Em nặng rồi 600.000 mà 83 em. Màu xanh siêu đẹp. Một bé sữa xe S à. Thế chị săn đi, bởi vì từ đầu giờ em thấy chị Tâm Nguyễn này. Từ đầu giờ em thấy chị comment chị chưa lên mã, em không biết được chị tưởng cần kiểu gì đâu. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Em này mức giá có 600 nhá, mã là 406 ạ. Thế nên là có một đặc điểm nha, các chị đến đây các chị hay bảo này, Châu chọn cho chị với, chị chả biết chọn này. Thật sự mọi người em bảo chị chọn này, trước nay chưa chọn cho một khách hàng nào luôn á. Em này các chị size S thôi này. Em này 47-50 cân, đẹp cực luôn. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Trần Phương Thanh ơi, chị hỏi thế có nghĩa là ấy rồi, có nghĩa là chị chưa được chi rồi. Chị Trần Phương Thanh nhá, theo dõi ít nhất một tuần thì mới mua, không thì cũng mua nhá. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân nhá. Em này 600 ạ, mã là 985. Bên em là bán hàng cũ nhá, hàng đã qua sử dụng rồi. Thỉnh thoảng có những con nó nguyên tạc như này thì mọi người rất là hời. Nhưng mà thông thường nó sẽ là hàng qua sử dụng rồi. 600 nghìn nhá, mã số này là 985. Đừng cố gắng chốt cho đến lúc giao hàng em, bởi vì sao? Bởi vì là hóa ra là hàng cũ à? Chứ không hàng cũ đâu. Rồi. Cái này sao đắt thế? Em này này, một em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân này, mức giá em này 600 ạ, mã là 433. Nào, chờ các tí. Tím này nó hơi kẻ kẻ. 985 cho chị Nguyễn Trần Hải Lam. Em này các chị size M cho em ạ, 50-56 cân, dưới 56 cân nhé. Mức giá em này là 600 ạ, mã là 713. Nào, có tím nào nữa không? Nào, có tím. Đây là hồng nhé. Cái mới inbox đều số điện thoại, địa chỉ và phần tin nhắn. Lấy cái con kẻ đi ba ơi. 433 cho chị Lưu Hạnh. Em này size S. Em này 45-50 cân này, dưới 50 cân nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, mã là 825. Chị Lưu Hạnh inbox luôn, địa chỉ và phần tin nhắn. Tím này. Cô tím này đẹp nhỉ? Bà làm mắt tinh thế. Không cho chị Dương Minh. Cho chị cái xanh lá, chị kia vừa treo à? Xanh lá này à? Mất tinh nhá. Em này các chị size M cho em nhá. Dưới 55 cân này, 600 ạ, mã là 302. Chị Bích Ngọc Nguyễn Thanh mới inbox đầy đủ số điện thoại, địa chỉ và phần tin nhắn. Em này là một em hàng xịn sò luôn á. Thế con này phải dành cho các chị có cân nặng tầm từ 55-60 cân. Có đai nhá. 55-60 cân ạ. Em này mức giá của nó 600 nhá. Mã số em này là 893. 600 nghìn bạn 893 đi em này. Đỏ nhá mọi người ơi.
để ý chị Vũ Thị Xuân Duyên nhỉ, chị chốt nhiều tương tác nhiệt tính không lên mã được à? Em này 50 trở 55 cân nhá. Dưới 55 cân size M cho em này. 302 cho chị 600 nhá. Mã là 515 này. 600 nghìn mã là 515 nha. Chốt thử cái xem cái hình nào. Chốt Nguyễn Thanh Bới đọc một tin. Chốt Nguyễn Thanh Bới chuyển khoản để chốt tiếp ạ. Dừng chốt Nguyễn. Được chưa? Kẻ nhá mọi nhá. 515 chị Dương Thị Kim Dung. Em này các chị 65 đến 70 cân. Mặc rất là gọn người luôn. Dưới 70 cân kẻ như Buri đấy. Em này mức giá của 600 nhá. Dưới 70 cân ạ. Mã là 916. 916 cho em. Kẻ đấy nhá. Xem mờ cho em nhé. Em này các chị 48 đến 55 cân này. 48 đến 55 cân nhé, dưới 55 cân này. Em này mức giá của 600 ạ, mã là 924. 600 nghìn mã là 924 cho em. Đen. Ô đen này chảnh chưa? Quýt tập luôn. Còn 916, 924. Em này các chị size S thôi ạ. Mi cao nè. 45 đến 50 cân ạ, size S nhá. Em này mức giá của 600 ạ, mã là 931. 600 nghìn mã 931 cho em. B. B. Còn mã 925. Còn 931 thôi. Đây 924. Em này có đai nhé mọi người. Em biết ạ, cái này là giữ giá một lọt sắn lên nhỉ, cố tiền tay này. Em này các chị có cân nặng tầm 60-65 cân nhá. 931 chị Hoàng 65 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này mức giá của 600 nhá, mã là 301. 300 nghìn mã 301. Size M nhá. Chị Hoàng Mi trắng chuyển khoản luôn rồi, chốt tiếp ạ, chị chốt được 3 áo rồi. Em tin là chị sẽ không xả con nào. Bởi vì sao lắm, tin của em là đặt đúng chỗ. Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá, dưới 55 cân này. Mức giá của em này là 600 nhá. Size M. Em này mức giá 600 ạ, mã là 839. 839 cho em. Mỗi em kẻ nhá mọi người ơi. Kẻ này chỗ này có thêu chữ đây. Con này hơi nhám nhẹ nhá mọi người nhá. Em này cao 1m52 tôi cho không chốt thì nhá. 83 cao trên 1m58 nha em nhé. Cao trên 1m58 nha em. Mọi người đừng đánh cược tiền của mình. 48 đến 55 cân này, dưới 55 cân nhá. Hơi nhám nhẹ này. Mức giá này là 600 ạ, mã là 926 này. Chị giỏi thế cái gì đấy à bà. Ui này. Xinh quá đi. À chắc là nói chuyện với bạn đấy. Tiểu thư chưa? Em này các chị size là 50-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá có 600 ạ. Mã là 822. Đẹp quá này. Con này có đai đi kèm nhá. 926 cho chị Hà Nguyễn. Em này các bà 50-60 cân. 10 điểm. 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân này. Em này mức giá của nó là 600 nhá. Mã là 890. Kẻ đẹp hết nhỉ? Kẻ nhá mọi nhá. Size này các chị 55-60 cân. 55-60 cân nhá. Em này 600 ạ, mã là 894. Hơi nhám nhẹ nhá. 822 cho chị Liên Phương. Chín không có chị Nguyễn Thu Hương. Không giống. Cái áo này em có để cái trên caption của chị Nguyễn Nhạn á. Áo dạ một lớp lông cừu khâu tay nhá. Em này các chị 60-65 cân ạ. Dưới 65 cân nhá. Con này có đai đi kèm này. Em này có giá của 600 nhá. Mã số là 867. 600k và 867 cho em. 894 chị Mỹ Hà. Em này size M cho em nhá. Đẹp quá. Em này size M cho em nhé. Chị Hà chuyển khoản để chốt tiếp ạ. Đẹp chưa? Em này các chị size M cho em ạ. 48 đến 55 cân nhé.
Em này mức giá của 600 ạ, 3801. Đen dáng váy và có đai. Màu đen dáng váy và có đai nhá. 801 chị Thiền Linh. S thôi mọi người ơi. Em này các chị size S thôi, 47 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó 600 ạ, mã là 871. Một em không cổ nhá, hôm nay có 3 em không cổ. Em này nhá, size tầm từ 60-65 cân ạ. Dưới 65 cân nhé, 65 cân quay đầu ok. Em này mức giá 600 ạ, mã là 341. Cái này mọi người thêm cân ở cổ. Có, đây là 801. Tiếp tục. Thêm con hồng đi ạ, em con hồng đây đúng không? Bắt này các bạn mắt quá tinh luôn. Tôi bây giờ đến giai đoạn này tôi choáng rồi. Em này ạ, ML 50-60 cân ạ. 50-60 cân nhá. Mức giá này 600 ạ. Mã là 896. 896 đây này. Em này size nhỏ nữa. Màu đỏ nhá. Không có này dặn thế. Gel cho mọi nhé. Cái này các chị size tầm 50-57 cân. 896 57 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Em này mức giá 600 ạ. Mã số là 820. 600 nghìn mã số là 820. Đẹp quá đi. Có đai nhé mọi người ơi. Size nhỏ thôi này. Rồi, cứ bình tĩnh. 47 đến 53 cân ạ, à, dưới 53 cân nhá, có đai đi kèm nhá. Mức giá của em này là 600 ạ, à, mã số là 861. 600 nghìn mã 861 ạ. Này không biết của nam. Nam đánh xe mờ chứ. Kẻ kiểu này này. Em này chị nào cân nặng size tầm từ 52-56 cân ạ, dưới 56 cân nhá. Em này có giá 600 ạ, mã là 998 này. 600 nghìn mã 998 em này. Lên, lên, lên là lên, là lên, là lên. SM. Ừ, một con dặm ơi, dặm một con đôi tay. Em này size 50-57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. Em này 600 ạ, mã là 811. 600 nghìn mã 811 chứ. Đẹp chưa, đẹp chưa. Này, con này nhá, có đai đi kèm luôn. Chị Nguyệt Phạm 811 cho chị chốt Quỳnh đi. Lê Thị. Chị tự chốt đi, em không biết đâu. Em này các chị size F là M 47-55 cân nhá. Mức giá này là 600 ạ, mã là 934. 600 nghìn mã 934. Em này các chị 55-60 cân, mãi có con màu sáng size to này. Đó là kẻ hơi phẩy phẩy nhá. Em này là 55-60 cân ạ, à. Em này 600 nhá, mã là 966 đấy. 966 thế này. Ô, có con gì đây, em like lớp con này. Chị Lê kẻ siêu đẹp luôn ạ. Đây mọi người em đang mặc được. Kẻ nhỏ bên trong, kẻ to bên ngoài. 934 chị Hoa Nguyễn. Em này ạ, chị nào cân nặng tầm 60 cân trở lên nhé. Trên 60 cân là ok. Em này 300 nghìn đi, mã số 07. 966 cho chị Ngọc Nhiên Thu.
Đây, à, màu kem cho em này. Lát là hỏi màu kem đấy em này cho em nha. Màu kem cho em nhé mọi người nhá. Chuẩn nha. Size M cho em này. Lông cừu em này lên đến là 100%. 50 tầm độ 55 cân mặc cười em này. Đẹp chưa? Dáng đai rơi. 50 55 cân 600.000, mã số là 856. 600.000, mã số là 856 cho em luôn này. Màu đen cho em size nhỏ rồi. Em này size nhỏ em mặc em là vừa in mọi người, vừa khít luôn đấy ạ. À. Thích dáng ôm lấy này cho em luôn. 40 50 cân đều vừa như em này nhá. 40 50 cân dáng xòe chữ A cho em luôn này. 600.000, mã số là 443 cho em. Mã số là 443 cho em chị này. Màu này nó nổi đi chị ơi. Cái màu nổi lên em này đi. Xem 42 cho em luôn này. Size 42 cho em mọi người nhá. Em này khoảng độ size L cho em. 55 đến 63 cân mặc vừa như em này. 55 đến 63 cân. Ít gilê chỉ có thỉnh thoảng có vài gilê cho mọi người. Không có nhiều gilê đâu. Em này ạ, 600.000, mã số là 869 cho em. Mã số là 869 là kẻ. Mình nên ưu tiên em mà dạ kẻ. Hoặc là những em một chấm bi nhỏ nhỏ nhé mọi người nhé. Rất là dễ mặc cho em luôn mọi người. À, dạ vẻ đẹp. Tem mát đỉnh cao ạ. Cho tiếp ạ, dừng không biết. Em này mọi người, size L cho em mọi người nhá. Một em size L đấy ạ. Lông cừu em này lên đến là 100%. 55 đến 60 cân mặc hai kiểu như vậy hoặc là bẻ cổ đều rất là ok nhá. 55 đến 60 cân size chuẩn L này. 600.000, mã số là 854. 600.000, mã số là 854 cho em luôn. 869 cho chị Nguyệt Phan. Dạ kẻ các chị nhá. Rồi. Chị Nguyên Phát thì mới bóc đầy đủ xuống thầy chị ạ. Dạ kẻ cho em luôn này. Lên mà em dạ kẻ này, em này theo em là SM đều ok. Nó là dạng từ chữ A nhé mọi người nhá. 45 tổng độ 55 cân này. Tay chuông kẻ hết toàn bộ cho em. 600.000 màu sáng ấy chị ơi, mã số là 554. 600.000 mã số là 554 cho em luôn. Mã 554 này, xanh tính than cho em đi. Lên một em xanh than cho em này là dáng kiểu chảnh chảnh rồi các chị ơi. Cái cổ nó kiểu hơi kiểu cổ khăn nhé mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân. Yêu cầu cao cho em trên 1m60. 55 thì ăn tầm tầm độ từ 50 tầm độ 55 cân size M này. Cao trên 1m6. 600.000 mã 439. Mã số là 439 cho em. Đây rồi, trời ơi, theo các ơi. Theo là múc ngay các bác nhá. Bất kể cái gì, kể cả len hay là dạ theo thì mình đều nên ưu tiên lấy. Vì những em này thì giá, thường giá nó sẽ cao rất là nhiều cho những em khác nhé mọi người nhá. Màu nâu đó, em mặc dù riêng nâu thì em nào cũng đẹp cho em luôn ấy. Đây này, lông cừu em này lên đến là 100% cho em các chị nhá. Lông cừu lên đến 100%, size M và L, 50-60 cân này, có đầy đủ đai eo. 50-60 cân đều vừa cho em luôn, 600.000 theo tay nhé mọi người nhá. Chốt cho em mã số là 311. Mã số là 311 cho em thôi các chị này. Mã 3439 cho chị Nguyễn Trần Hải Lam. Đây màu đen cho các chị đi. Nãy giờ ai hỏi em màu đen đâu rồi. Màu đen này của nó kiểu dáng yếm nhá mọi người, tức là phần trên thì ôm nhỏ và phần dưới của nó thì hơi xòe to một chút nhẹ cho em luôn. 40 50 cân này, đẹp chưa? Ôm vào người luôn chị nhá. Phần trên ôm chặt vào người đấy. 40 50 cân dáng xòe chữ A nhẹ. Em này bán luôn với giá là 600.000, mã số là 413. 600.000 màu đen cực kỳ dễ phối nhá. Mã số là 413 cho em luôn ạ. Mã 413 cho em luôn, màu hồng đi. Lên mà em màu hồng cho chị đi. Em này dáng lỡ nhá mọi người nhá. Em này dáng lỡ này, 55 đến 65 cân mặc vừa như em này. 55 đến 65 cân mặc vừa như em này cho em luôn nhá. Bán em này 600.000, mã số là 335. Mã số là 335 cho em luôn chị nhá. Đây, ai hỏi những em dạng kẻ nhỏ nhỏ đấy. Dạng kẻ này, em này có sẵn kẻ đai cho em luôn. Đấy nha các bác nha, những em này này. Có sẵn kèm đai eo cho em luôn. Mặc thành dáng váy hay là ôm hay là kiểu mít đai được các chị này. Đó, đấy chị này. Em này ạ, 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân nhất dạ kẻ hết toàn bộ dạ kẻ nhí đấy. Màu sạc dễ mặc lắm. 600.000 có kèm đai, mã số là 321. Mã số là 321 có kèm đai cho các chị nha. Ở đây có lẫn ở đây hai em dạ ép miếng cho em chị này. Em này thì nó không phải là dạng một lớp, bán sẽ giá nó sẽ có giá rẻ hơn, nó 280.000 một em thôi nhé mọi người nhá. Em này mặc vào nó sẽ giống như kiểu là măng tô kaki ấy mọi người,
cực kỳ giống măng tô kaki này. 45 đến tầm độ 50 cân mặc quần như em này. Bên ngoài là màu nâu đỏ nhá. 45 tầm độ 50 cân 53 cân mặc quần như em này cho luôn này. Cho chị Nguyễn Hằng. Bán em này 280 dạng ép miếng, mã số là 316. Ép miếng phải là màu nâu nhá. 316 cho em luôn này. Đây mà em tiếp lại. Chị Nguyễn Hằng chuyển khoản cho tiếp đi chị ơi. Cũng nâu này, cũng ép miếng mà em này cũng có cả đai eo cho em luôn. Dạ kẻ to đen đi ạ. Sao ở đâu nhìn nhìn đâu mọi người. Đây. Đó, em này tiếp thị này. Em này nhá, 45 tổng cộng 50 cân. 45 đến 50 cân này, đầy đủ đai tay và đai eo cho em luôn. 280.000 ép miếng, mã số là 967. Mã số là 967 cho em luôn chị nhá. Mã 967 em này luôn chị. Kẻ đen đỏ đúng không? 316 chị Lan Cháy. Lên mà em kẻ đen đỏ em này phong to rồi các ơi. Sao em này nó ghi là S thôi mọi người ạ. Tem mác nó chỉ ghi là S thôi nhá. Em này tem mác nó ghi là S này. Mix hai màu đen và đỏ cho em luôn này. Lông cừu lên đến là 100%. Em này vai phải nhỏ lắm. 45 tầm độ 50 cân thôi. 45 đến 50 cân này. Cắt ao này. 600.000 mã số là 834. 600.000 mã số là 834. Ui lắc vàng chị. 967 chốt cho chị Hoa này. Mọi người ơi bọn em ơi không mặc được em này không mọi người nhá. Em nói rồi nhưng em này chỉ trên 1m58 thôi, 1m56 thôi. Các chị là cao từ 1m55 trở xuống là tối ngày kia mới vào chốt nhá. Tối ngày kia mới vào mua. Nó sẽ có dáng ngắn nhá, hôm nay chỉ có dáng dài không mặc được đâu chị ơi. Tối nay và tối mai chỉ có dáng dài thôi. Đai tay này, đai tay da 45 tầm độ 52 cân. 45 tầm 52 cân này, ôi đai da đẹp dã man cho em luôn, màu xanh rêu nhá. Bán em này 600.000 mã 826, đai da black vàng luôn. Mã số là 826 cho em luôn này. Cái màu nâu hôm nay không lấy cái gì bây giờ các bác. Những cái màu nâu này thì quá là tôn da, sáng da cho em luôn chị nhá. Nó ghi là size to XL cho em này. Tem mác XL cho em này. Khoảng tầm độ L, XL 55-65 cân mặc quần như em này cho em nhá. 55-65 cân em mặc không quá rộng mọi người nhá. Mặc vừa phải không quá rộng đâu. Dáng đến qua đầu gối khoảng tầm độ 3 phân cho em thôi. Màu nâu kiểu là hơi hơi nâu cam này. 600.000 mã số là 986. 600.000 mã số là 986 cho em luôn. Mã 986 cho em luôn này. Đây. Những em này nhá mọi người nhá. Không phải là lông nó xù đâu, mà cái kiểu lông của nó như vậy nhá mọi người nhá. Cái kiểu lông cừu của nó làm như vậy nhá mọi người nhá. Để xem chặt nó nào. Đừng có bảo lông xù nhá, khổ thân em lắm. Em này đi ạ. Size L cho em nhé mọi người nhá. Em này đúng rồi. Em này có đến là 90% là lông cừu, còn lại có 10% là lông lạc đà cho em các chị nhá. Nên là cái lông của nó rất là dài. 55 khoảng 60 cân mặc quần như em này, size L này. 55 đến 60 cân có 10% là lông lạc đà cho em luôn này. 600.000 mã số là 863. Mã số là 863 cho em các chị này. Mã 863 cho em luôn. Xanh rêu đi. Em không biết mọi người các chị cứ nghe các chị nhìn chiều cao và áng chừng theo cân nặng em đọc thôi mọi người nhá. Chị bảo em tìm em chịu chết thôi. Em này size S này, lông cừu lên đến là 100%. Lông cừu lên đến 100% cho em mọi người nhá. Size chuẩn S này, 45 tầm độ 50 cân mặc vừa như em này, dáng đến bụng chân của em luôn này. Em S63 thì áng chừng theo chiều cao của em nhá. Bán em này 600.000 mã số là 572. 600.000 mã 572 đây liền kẻ mọi người đi. Em kẻ mọi người này, em kẻ xanh mọi người nhá. Em nhìn các em nhìn cả vlog mọi người nhá. Mặc nó cứ nhẹ tênh cho em chị ạ. Mặc vừa nhẹ vừa ấm nó còn vừa đẹp cho em luôn. Size S cho em luôn này. Tem mác ghi là size S nhá. Lông cừu em này lên đến là 8%, lông lạc đà 10%, còn lại xem là sợ tổng hợp nhá mọi người nhá. Này, lông lạc đà và lông cừu cực nhiều phần trăm các chị này, nhanh tay để cho em này cho em đi. Em này mặc dù tem mác nó ghi là S thôi nhưng em này theo em là SM đều ok. Giá vai rơi này, 45 tầm độ 55 cân, lông lạc đà thì mình nên lấy ngay vì em này giá cực kỳ đắt mọi người nhá. 600.000 mã số là 999. 600.000 chốt cho em mã số là 999 cho em luôn này. Mã số là 999 cho em. Và em tiếp theo này, màu đơn giản cho em thôi. Mà em màu cực kỳ đơn giản nhé mọi người nhá. Cái màu nó bên ngoài giống như kiểu là màu hơi hơi sáng nhẹ sáng ghi ấy mọi người. Màu hơi sáng ghi nhẹ này. Lông cừu em này chiếm đến 81,5% nhá chị nhá. Lông cừu lên đến là 81,5% cho em này. ML 53-60 cân. 53-60 cân dáng đến đúng đầu gối của em luôn. 600.000 mã số là 877. Mã số là 877. Ôi, thề luôn. Đẹp từ cái bộ cúc của chị này, cái bộ cúc đỉnh chưa? Chị Lê Nhung. Bộ cúc này eo hay đổ cúc như vân đá mọi người ạ. Bộ cúc nó như kiểu vân đá mọi người, đẹp dã man cho em nhá. Nhưng em này muốn tìm cúc thì hơi bị khó đấy mọi người. Cái bộ cúc này mua hàng tiền trăm luôn mọi người ơi. Hiếm có, khó tìm, nó không dễ mua đâu mọi người ơi. Tiếp theo các chị này, em này size S này, lông cừu lên
lên đến là 100% cho em luôn. Em này theo em là S, M, L đều ok vì nó giảm xuống nha. Dưới 60 cân mặc vừa những em này đẹp từng bộ cúc luôn. Cúc còn là cúc lì cơ ạ. 600.000, mã số là 919. Mã số là 919 cho em luôn này. 877 cho chị Thủy Nguyễn. 919 này. Lớn mà em này dạ hai lớp nhá mọi người nhá. Lớp mà em này nó là kiểu da lớp kiểu da ép miếng mọi người. Em này ạ, 50-60 cân. 50-60 cân này xanh tím than. Em này da ép miếng 280 thôi. Mã số là 895. Mã 895 này. 280.000, mã 895 này. Ép miếng tiếp cho em này. Một em dáng ép miếng cho em nhá mọi người nhá. Em này nó sẽ không giấu đường chỉ cho mình đâu. Và cái dáng nó sẽ mềm hơn. 55 đến 65 cân mặc vừa như em này. 55 đến 65 cân này. Bán em này cho các chị chỉ với giá là 280.000, mã số là 824. Mã số là 824 cho em chị này. Mã 824 đây rồi, để chưa size M cho em luôn. Lên một em size M màu hồng này. Lên một em size M màu hồng. 50 đến tầm độ 60 cân mặc vừa như em này. 50 đến 60 cân mặc vừa như em này nhé. M và L nhé mọi người. Chị Hương chuyển khoản này cho tiếp với chị ơi. Lông cừu em này lên đến là 67,1% nhé mọi người nhé. Lông cây thu huyền. 50 đến 60 cân mặc vừa như em này. 50 60 cân M, L đều ok này. Bán em này 600.000, mã 959 hồng rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Hồng kiểu rất là yêu luôn ấy. Mã 959 này, mix màu cho em. Đấy, mix màu này. Em đúng mãi ngày lông cừu mọi người nhá. Cầm nó cứ nhẹ tênh mọi người xuống dã man cho em luôn này. Ủa, em này mặc hai lớp được hay sao mọi người ạ? Này bên trong có túi rồi này. Đó, bên trong có túi cho em luôn nhá chị nhá. Em này ạ, cầm lên nhẹ tênh mặc như không mặc đấy các bác này. 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân mặc vừa những em này màu xanh tím than nhá. 600.000 và số là 534 những em này mới xịn này. Nó nhẹ lắm mọi người. Mã số là 534 cho em luôn. Ai thích dáng baby lấy em này cho em nhé mọi người nhá. Nhưng em này, chị ơi, em này ra lông cừu nhưng không phải cái dạng đâu bởi vì sao. Nhưng em này nó là lông cừu xịn mọi người ạ. Lông cừu này đã qua sơ chế rồi nhé mọi người nhá. Lông cừu em này lên đến là 80% cho em luôn. Nhưng mà rất là mềm, rất là mịn, không hề bị dặn lông chút nào luôn. Em này L này, 55-60 cân này. 55-60 cân mặc vừa thì em này cho em màu là vàng bơ nhé. 534 cho chị Thủy Nguyễn. Dạ, dạ handmade cho em mọi người nhá. Handmade này, 600.000, mã số là mã số 884. Mã 884 này, 600.000 cho em. Mã 884 cho em. Màu xanh rêu đậm đi. Xanh rêu đậm cho em chị này. Em này nhá mọi người nhá, xem tem mát cho chuẩn đi. Em size nhỏ rồi. Lông cừu em này lên đến là 100%. Tem mát thì ghi là size M nhưng mà theo em chỉ là M nhỏ thì em mặc chật lắm. Khoảng tầm độ từ 48 tầm độ 52 53 cân thôi. 48 tầm độ 52 53 cân này. Em này 48 53 cân này lên form rất là đỉnh. Lông cừu 100% và rất là nhẹ, rất là mềm, không bị dặn búa gì cả nhá. 600.000 mã 853. 600.000 mã 853 cho em luôn này. Mã 853 này. Một em dạ kẻ cho em đi size chuẩn S. Lên một em dạ kẻ này. Tem mát em này ghi là size chuẩn S cho em nhé mọi người nhá. Em này ạ, à, em này theo em mọi người nhá. Theo em một size M và L ấy mọi người. S này nó là S to, S kiểu form oversize ở bên Trung bên Hàn mọi người ạ. À. Tay chuông nhẹ này, 50 tầm 57 cân là vừa nhà em này nhá. 50-57 cân Việt Nam mình phải size to như vậy mới vừa cơ. 50-57 cân này 600.000. Dạ kẻ hết toàn thân, tay dập dập nhé mọi người nhá. 600.000 mã số là 995. 600.000 mã số là 995 của ngày đúng chị ơi. Hồng dùng em là hồng này đúng không? Đây ạ. À. Ai hỏi hồng cho em? 853 cho chị Vũ Nga. Lại tem mác nó ghi sẽ thì có đa eo nhỉ. Em lại có đa eo chị này. Cái đai bay rơi này. Size ủi đẹp thế, eo nhìn form như mới mọi người ạ. Ai không biết là tưởng hàng mới không mọi người nhá. Tay dập lại đầy đủ, đai tay đai eo. 45 tầm độ 50 cân mặc vừa như em này. 45 tầm độ 50 cân mặc vừa như em này cho em đai rơi này. 600.000 mã số là 908. 600.000 mã số là 908 cho em luôn các chị nhá. Đây này ạ, à. Em này có hai kiểu kẻ này. Bên trong thì nó là kiểu kẻ caro vuông. Và bên ngoài thì nó là dáng kẻ sọc cho em nhé mọi người nhá. Cái dọc thì lá cho mình vừa gọn người lại trông rất là cao, hết chiều cao cực kỳ cho em luôn này. Em này đi ạ à. Cho những chị nào nhá, size M. Lông cừu em này lên đến là 90% cho em các chị nhá. Lông cừu em này lên đến là 90% cho em các chị ơi. Em này ạ, 55 đến 65 cân đều ok. 55 đến 65 cân đều với những em này này. Bán em này 600.000 mã 809. Mã số là 809. Đây ai hỏi cam đây. Ai hỏi màu cam cho lên em này luôn, không chỉ bởi vì màu cam nó ít lắm mọi người. Thực sự là màu cam nó không có. Size S cho em luôn các chị nhá. Tem mát thì ghi là S, em này theo em là S, M, L đều ok ấy, mọi người. S, M, L đều thoải mái cho em này, theo hết toàn bộ cho em luôn. Cứ dưới 60 cân mặc với những em này. 600.000, mã 942. Mã 942 cho em này. Đây em vào các chị ơi.
vàng các chị. Lên một em vàng cho em nhé mọi người nhá. Cái em này là lông cừu của nó chưa sơ chế, gọi là lông cừu thô nhé mọi người nhá. Size M cho em các chị này. Lên một em size M lông cừu thô cho em luôn này. Một em lông cừu thô nhá, size chuẩn M cho em luôn này. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa những em này cho em luôn. 50 tầm độ 55 57 cân mặc vừa những em này cho em các chị nhá. Có cả móc trước cho em các chị này. Bán em này chị với giá 600 000. Mã số là 913. Mã số là 913 cho em nhá các chị nhá. Mã 913 là các chị này, size S màu đen đi. Chuẩn S màu đen này, mic viền tay. 45 50 cân em này có cả mũ không? 45 50 cân mặc vừa em này có kèm cả mũ cho em luôn này. 600 000 chất đẹp dã man. Mã số là 945. Mã số là 945 cho em các chị nha. Hàng của Five Plus. Hàng của Five Plus. Em này của màu là hơi hơi nâu vàng mọi người ạ. Màu hơi hơi nâu vàng nhẹ cho em luôn này. Lông cừu em này. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em mọi người nhá. Theo em tay mắt là chỉ khoảng tầm độ size S và màu nhỏ hơn. 45 tầm 53 cân. 45 tầm độ 53 cân này. 600 000 có kèm đai eo nhá. 600 000 mã số là 590. Mã số là 590 cho em luôn chị này. Size S cho em của đây lông cừu thô rồi chị ơi. Lông cừu thô này. Size S cho em nhá. Dạ kẻ hết toàn bộ màu đẹp thế. 45 tầm độ 53 54 cân. 45 tầm độ 53 54 cân này. 600 000 mã số là 327. 600 000 45 cho chị Thúy Thúy. 7 cho em luôn này. Đây. Màu xanh than này 590 chị Thiền Linh. Màu xanh than này em này nhá, M và L các ạ. 53 60 cân mặc lên gọn người vô cùng, có đai eo này. 53 60 cân dáng vừa phải không quá dài đâu các chị nhá. Mét 55 trở lên là mặc được rồi. Bán em này các chị với giá 600 000 mã 958. Mã số là 958 này, em này lên không quá đỉnh luôn. Em này các chị nào mà thích cần những cái kiểu dáng mà lên form chuẩn ấy mọi người thì các chị lấy những em kiểu như vậy nhá mọi người nhá. Mặc lên lên form rất là chuẩn cho em luôn. Đó, tiếp theo các chị này. Em này tiếp theo các chị này. Em này nhá, khoảng tầm độ từ 50 đến tầm độ 55 cân là ok. 50 đến tầm độ 55 cân này yêu cầu là cao cho em trên 1m58, chỉnh eo được cho em luôn. 600 nghìn, mã số là 531. Cái màu này quá dễ phối luôn. Mã số là 531 cho em luôn này. Mã 531 cho em luôn nha, màu đen cho em đi ạ. Lên một em màu đen cho em, cũng chất nó nhẹ tinh cả. Đúng là ăn lông cừu xịn mọi người nhá. Em lông cừu xịn mọi người, rất là mềm, rất là nhẹ cho em luôn này. Em này ạ, lông cừu xịn cho em luôn nhá. Cho chị nào đây ạ. À, em này nó cái XS mọi người nhá, em nghĩ không phải đâu. Lông cừu lên đến là 100% cho em luôn. Khoảng tầm độ size M 4, không em SL 45 tầm độ 53 cân mặc vừa nhà em này. 45 đến 53 cân này. Em này có đầy đủ cho mọi người luôn các chị nhá. Đai eo các chị này. 600 nghìn mã số là 920. 600 nghìn mã 920 cho em luôn này. Màu hồng đi. Lên một em màu hồng cho em luôn này. Lên một em màu hồng cho em luôn nhá các chị nhá. Em này ạ, size 36 hàng Italy rồi, hàng xuất phát cho em nhá. Hàng xuất phát này, em này là S của Pháp nên tương đương với size M của mình. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này này, màu đỏ có chị ơi. 50 tầm độ 55 cân hàng của Pháp cho em nhá. 600 nghìn mã 339. Có chị Lê Việt Hà. Mã số là 339 cho em, các chị này, màu nâu cho em đi. Em này em nghĩ phần trăm lông cừu của nó rất là cao và cái lông của nó rất là dài cho em nhé mọi người nhá. Em này đi ạ, thoải mái cho em size M và L, 53-60 cân. 53-60 cân này có đầy đủ cái đai eo cho em. 600 nghìn mã số là 322. Mã số là 322 cho em luôn chị nhá. Mã 322 này, màu đen cho em đi. Lên một em màu đen cho các chị này. Lên một em màu đen cho em luôn này. Em này đi ạ, cho các chị nào nhá. 322 cho chị Thiền Linh. Cho chị nào này. Lông cừu lên đến là 100% các chị nhá. Lông cừu lên đến là 100%. Size M rồi. 50-57 cân. 50-57 cân. 600 nghìn mã 538. 600 nghìn mã số là 538. Xem màu này chê vào đâu các chị ơi. Không biết chê vào đâu nhưng mọi người. Cái màu này thì quá là yêu cho em rồi. Đây ạ. À, em này này. 50-57 cân. 50-57 cân này có đầy đủ đai eo cho em các chị nhá. 50-57 cân. Bán em này 600 nghìn mã 976. Mã số là 976. Em này ép miếng các chị này. Ép miếng bao giờ 258 nhé mọi người. Bởi vì nó không phải là dạng một lớp đâu ạ. À. Nó là kiểu dạng ép miếng cho em thôi. Em này thì này. Em này ạ, M, L, X, L. M, L, X, L đều vừa nhá. Dạ ép miếng cho em này. 280.000, mã số là 422. 280.000, mã số là 422. Em miếng là đẹp các chị nhá. Mà trông nó kiểu nhẹ nhàng, nó giống như là nhỉ. Giống như kiểu là dạng măng tô, giống giống kiểu măng tô kaki mọi người. Nó rất là nhẹ nhàng và rất là sang chảnh cho em luôn nha các bác nhá. Đây. Em không để lại bất kỳ ai thêm một cái nào nhá mọi người. Em chỉ like một lần thôi nhá mọi người ơi.
qua rồi là thôi nha các bác. Em này, ui cái màu đẹp thế mà chất nó cũng phê các mọi người. Ép miếng này, ML 50-60 cân có đai eo này. 50-60 cân đều vừa như em này. 280.000 mã số là 409. 280.000 mã số là 409 em luôn này. Hãng Origin mọi người nhá. Cái em này nó là hãng gọi là hãng thiết kế mọi người, nó chuyên hàng thiết kế cho em luôn. Size ML cho em luôn này. Dạ lông cừu nó vừa nhẹ này, vừa mềm vừa đẹp, không hề dặn ngấm tí nào nhé mọi người nhá. Form này thì ghi là size M nhưng theo em tầm độ size L, XL mới vừa. 55-65 cân mặc vừa nhà em này. 55-65 cân nhá, mặc thành dáng rộng với đẹp nhé mọi người nhá. 55-65 cân này, 600.000 mã 338. Mã số là 338 em luôn chị này. Mã 338 màu xanh em size L. Một em màu xanh nhá mọi người nhá, tem mác nó ghi là size L nhưng em không đến được, em phải một size M thôi. 50-55 cân thôi. 50 tầm độ 55 cân này, 600.000 mã 862. 600.000 mã số là 862 cho em luôn chị nhá. Dạ kẻ cho em đi. Lên mà em dáng dạ kẻ cho em chất giấy dặn cực kỳ luôn chị này. Em size đại rồi. Em này chị thật to lại lấy em này cho em mọi người nhá. Em này đi ạ. Lông cừu em này lên đến là 80% các chị nhá. Lông cừu lên đến là 80%, em này khoảng tầm độ từ 70 hoặc 75 cân một quần em này. 70 75 cân có đai eo này, 600.000 mã số là 970 em hết nhá. Mã số là 970 cho em luôn này. Mã 970. Anh rêu cho em tiếp đi. Xanh rêu tiếp chị này. Em không tìm đâu mọi người ơi. Em này các chị nhá, lông cừu em này lên đến là 89% cho em luôn này. Lông cừu em này lên đến là 89% này. 50-57 cân, 50-57 cân mặc vừa như em này, 600.000 mã số là 838. Mã số là 838 cho em các chị nhá. Mã 838 này, màu vàng cho em ạ. Lên một em màu vàng cho em luôn này. Em này có đầy đủ cả đai eo cho mọi người luôn các chị nhá. Đây. 622 chị Anh Thi. Dạng này là dạng handmade chị này. Dạng này là handmade cho em luôn này. SM 45 tầm độ 55 cân đều ok. 45 tầm độ 55 cân chỉ đều ok này. Dáng chữ A. Bán em này chị với giá là 600.000. Mã số là 233. 600.000 mã số là 233 cho em chị nhá. Mã 233 970 chốt chị Tuyết Như. Cái màu muối tiêu như vậy thì mọi người càng nên lấy cho em nhá. Muối tiêu chất dạ dày dặn lắm. 50-57 cân, 50-57 cân mặc vừa như em này, 600.000 mã số là 305. 600.000 mã số là 305 cho em các chị nha. Mã 305 theo này. 233 cho chị Lưu Hạnh. Cái này tem mác nó ghi là size S mọi người ơi. Tem mác nó ghi là size S này. 45 tầm độ 52-53 cân. 45 tầm độ 52-53 cân. Chất nó mềm đẹp như nhung lắm mọi người. Chất nó xuống lắm nhá. 600.000 mã 948 cho em. Mã số là 948 cho em luôn chị này. Hai bên có sẵn độ vai cho em luôn. 305 cho chị Nguyễn Văn Huệ. Cái này size SM nhỏ dưới 53 cân thôi nhé mọi người nhá. Có sẵn độ vai này, có cả đai eo luôn. Bán em này 600.000 mã số là 438. Đáng chữ A này, 600.000 mã số là 438. Em nhìn cái màu này còn trẻ, biết lấy màu gì không bác ơi. Cái màu nâu tây này phải lấy ngay đi ạ. Ai mà cũng đẹp, ai mà cũng kiểu tôn da, sáng da nhá mọi người nhá. Bất kể là da trắng hay là bánh mật đều rất là nổi da. 53-57 cân này. 53-57 cân yêu cầu là cao cho em trên 1m58. 600.000 mã 807. 600.000 mã số là 807 cho em luôn. Size nhỏ đây, tóc cần size nhỏ đây. Size nhỏ xí mà ôm mọi người ấy. Đây này. Nhỏ xí ôm mọi người này, 40-50 cân. 40-50 cân các chị nhá. 40-50 cân mặc vừa những em này cho em luôn này. 638 triệu Hoàng Thùy Thủy. Mã 446. 600.000 mã số là 446 cho em luôn này. Chị Hoàng Thùy Thủy em mới bóc đầy đủ xuống này chị ạ. Theo chị này, em này tiếp này. Một em màu xanh cốm đậm nhá mọi người nhá. Lên một em màu xanh cốm đậm cho em luôn chị này. 45 tầm 50 cân đẹp chưa? 45 50 cân này, mix lệch vạt kiểu dáng dân giống tụ giả khăn mọi người. Có cả dây đai kèm eo luôn nhá. 600.000 mã 532. 600.000 mã số là 532 cho em luôn các chị nhá. Còn tiếp ủi hàng hàng chị ơi. Made in Korea phải múc ngay khỏi suy nghĩ nhiều. Em bảo rồi, cứ hàng hàng chị lấy luôn cho em, nhất là made in Korea nhá. S, M, L đều ok. Nó là dáng suông mà mọi người. Dạ handmade của Hàn này. S, M, L dưới tâm tâm một vườn em này. 600.000 mã số là 308. Chị nhìn này, made in Korea này. Mã số là 308 nhá. Lấy ngay cho em đi, khỏi suy nghĩ nhiều đâu. Màu hồng cho em đi. Một em cổ 3 phân màu hồng cho em chị này. Cổ 3 phân màu hồng này, 50 tầm độ 55 cân. 50-55 cân nhưng mặc đi làm công sở thì cực kỳ ưng ý đấy mọi người ơi. 600.000 mã số là 461 này. Mã số là 461.
size M cho em đi ạ. Em này chất lông rất là mềm nhé mọi người nhé. Phần trăm lông cừu nó cực kỳ cao. Và cái lông của nó là dáng kiểu lông cừu dáng dài nhé mọi người. Thì nó mới có cái kiểu lông như vậy nhé mọi người nhé. Em này ạ, size M này, lông cừu em này lên đến là 80% cho em luôn. 50 tầm độ 55 cân này có đầy đủ cho em mọi người nhé. Này đẹp chưa, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. 600.000 mã 833, màu rất là xinh. Mã 833 này, xanh diêu động này. Em này nó giống cái màu, em thấy nó giống màu cỏ cháy hơn là cái màu trong rêu, giống màu cỏ cháy hơn nhé mọi người nhá. 48 tầm 152 cân, 48-52 cân cho em luôn này. 600.000 mã 993 lên form quá đỉnh. Mã số là 993 nhá, lên form cực kỳ xuất sắc luôn. Size màu hồng này, bên trong là màu trơn và bên ngoài cái màu của nó là hơi màu kẻ một chút xíu cho em luôn. 55-60 cân size L, 55-60 cân kẻ nhá. 600.000 mã 440, 600.000 mã 440 đây, màu mận đấy cho các chị đây. Ai ở màu đỏ đây, lấy em này, màu mận nhá mọi người nhá. Màu mận cho em luôn này, size chuẩn XS và S rồi. 40-50 cân rồi. 40-50 cân là vừa in luôn mọi người ơi, vừa khít nhá mọi người. Có đai eo này, 40-50 cân, dáng đến giữa bụng chân của em luôn nhá. Bán lên em này 600.000, mã số là 849. 600.000 mã 849 cho em. 833 chị Hạnh Trần. Em đang lấy đúng là chị có đang rồi. Không lấy thì cũng là chịu cho em luôn mọi người ơi. Quá đẹp cho em luôn này. Màu xanh tím thang cho em này. Tay mát là đỉnh luôn. Chị Ngọc Nhiên thôi. Size nó ghi là size L nhá. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em. Size L chị này, 55-60 cân mặc vừa như em này. 55-60 cân mặc vừa như em này cho em chị dáng bây giờ này. 55-60 cân cho em. 600.000 mã 314 vừa đẹp vừa nhẹ tây. Mã 349 cho chị Chu Phương Nam. Lắc bạc các chị nha, một em lắc bạc màu đen. Lên một em lắc bạc màu đen này, size chuẩn S, 45-50 cân đi. Ôi đẹp chưa, vừa khít đi. 45-50 cân là vừa khít cho em luôn chị. Mà sang nữa chứ, 600.000 mã số là 533, sang quá. Mã số là 533 cho em chị nha. Một em màu xanh cho em đi ạ. Lên một em màu xanh, M lớn và L, 53-60 cân. 53, không em phải 50, 53 cân, 50, 55 cân xanh M thôi. 50, tầm độ 55 cân xanh rêu này. Dáng dài đến qua bụng chân của em luôn. 600.000, mã số là 929. Trần Hằng. Mã số là 929, em nay cũng lấy thử cái gì các bác ơi nè. Mic viền này, nó có mic viền kiểu hơi tua rua giống kiểu dạng tuyết cơ mọi người ạ. Rất là đặc biệt cho em nhá, cách điệu cho em luôn. Em này ạ, họa tiết nó hơi kẻ nhẹ này, tay thì tay chuông. 45-50 cân, em này baby bánh bèo lắm. 45-50 cân này, 600.000, hiếm có khó tìm, mã 990. Em này đa số tấm lớp em là toàn những dạng basic đơn giản. Em dáng như vậy thì hơi ít. Mã số là 990 này, em ơi, em trong kẻ mà có nhẹ tênh vậy, mặc như không mặc ấy. Này mới sướng chứ mặc không nhẹ. Vâng, đi vào chuyển khoản rồi cho tiếp ạ. Em này nhá, 50 tầm độ 55 cân này, yêu cầu là cao 63 cho em. Cao đấy, và mặc em mặc dài lắm. Em mặc dài hẳn các chị này. Đó, 50 tầm độ 55 cân và cao cho 1m63 nhá. 600.000 mã 915, thích dài lên này. Mã 915 cho em luôn nhá mọi người nhá. 990 chị Hoàng Quỳnh. Ưu tiên lấy màu vàng và màu đỏ cho em, vì hai cái màu đó rất là dễ phối đồ, nổi da nữa các chị nhá. Em này ạ, 48 tầm độ 52-53 cân. 48 tầm độ 52-53 cân mặc vừa như em này cho em các chị này. 600.000 mã 968. 600.000 mã 968 cho em của màu xanh đẹp này. Cái xanh này là xanh ngọc đấy mọi người nhá. Cái xanh này nó là màu xanh ngọc đấy mọi người, rất là hay luôn. Lên một em màu xanh ngọc cho em luôn chị này. Chị này, em này, chị này. Em này nhá, 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 53 cân bên đầu vừa như em này này. 600.000 mã số là 962. Mã số là 962. Ui giời, bây giờ là còn phải đền sau là bức tường các em chịu mọi người ơi. Mã 962 này em chặt lắm, không chỗ để đồ mọi người. Phải để đấy chứ không phải để vào đâu nữa cả. Tiếp theo các chị này. 968 cho chị Toán Thuận. Em này các chị nhá. Em này ạ, hai bên là có đai tay đấy mọi người. Hai bên có đai tay này, cái màu xám lông chuột cho em mọi người nhá. S M đều ok, em này là dáng suông mà tay chu nhẹ thôi. 45 tầm độ 55 cân đều vừa này. Bán em này 600.000 mã số là 883. Mã số là 883 cái này màu đỏ các bác này. Hai bên nó hơi chiết eo đấy mọi người nhá, kiểu dáng cách kiểu hơi kiểu điệu một chút xíu ấy mọi người. Em này các chị này, đây các chị nhìn này. Hai cách điệu này, nó như một cái váy luôn. Dạng này là dạng handmade cho em nhá, size L. 55-60 cân gói eo này. 55-60 cân mặc eo thì quá đỉnh luôn. 600.000 nhẹ tây mã 405. Mặc nó sướng cả con người đó các chị ơi. Mã 405 cho em các chị nhá. Vừa nhẹ, vừa đẹp, còn vừa ấm nữa cơ. Tay chun chị này, mic bèo này. 883 cho chị Linh Ngô. 50-55 cân ạ.
50-55 cân mít béo nhá, 600.000 mã 868 phối béo ạ. Mã 868 em cảm nhận phần thân lông thủ cao thôi. Nó cứ nhẹ mà nó ấm, nó đẹp lắm mọi người ạ, nó mịn lắm. Cái lông của nó không bị dặn đâu mọi người, dặn em bỏ qua luôn đấy. 40-50 cân này, em này mặc vừa khít mọi người, thích ai thích anh dáng vừa khít là em này. 405 cho chị Hoa. 40-50 cân dáng này đúng đầu gối đẹp màu xanh tím than. 600.000 mã 881. 600.000 mã 881. Chị Hoa ơi, anh mới inbox luôn số này chị ạ. Thường thường kẻ ở chấm bi không có nhiều mọi người, hiếm lắm. Các bạn nhanh tay, nhất là dạng một lớp như vậy thì tìm kiếm cái sự kẻ nó càng khó mọi người ạ. 50-57 cân cho em này. 50-57 cân kẻ nhẹ nhàng cho em thôi, dáng em đúng bụng chân. 600.000 mã số là 846, lông cừu dày mềm và mịn. Mã 846 cho 881 chị Phạm Thu Hà. Dáng choàng em này có cả mũ này. Em này có cả mũ, 40-50 cân đều vừa. 40-50 cân nhá, có cả mũ này. Em này có cả đa eo cho mọi người này, màu xanh tím than. Bán em này 600.000, mã số là 808. Mã số là 808 cho em luôn. Size M cho em chị này. Nên mà em này nó ghi là size M cho em các chị nhá. Em này thì em không đến, nó chỉ khoảng S và M nhỏ, 45 tầm 53 cân thôi. Nó có đai các chị này. 45-53 cân mà một cái màu đỏ này, không phải hẳn nó mận đâu. Nó hơi đỏ sẫm chút xíu, rất là tôn da nhá mọi người nhá. Dáng vừa phải bụng chân, mặc đi làm, đi chơi đều ok. 600.000 mã số là 585, mặc nhẹ thích lắm. Mã số là 585. Nhìn mê mẩn chưa ạ? Nhìn thấy mê mẩn nhá mọi người nhá. Dạ kẻ cho em. Và cái màu còn siêu hiếm nữa. Cái màu này thì siêu hiếm cho em, còn muối tiêu cho em các chị này. Hai bên em này nhá, nó gọi hai bên đai cầu vai này, xong lại bo tay này, xong lại còn họa tiết cho mọi người. 48 tầm độ 57 cân này. 48-57 cân. Chị nào mà size L thích mặc cái dáng form vừa người lấy mạch ok các chị nhá. Khoảng từ 47-60 cân đều vừa hết. 600.000 thôi, chất nó đẹp lắm. 600.000 mã 345, đẹp cái mã luôn. Mã 345 cho em các chị này. Đây, màu đen đi ạ. Lên một em màu đen cho các chị nhá. Em này tội gì mà không lấy đúng không mọi người? Tội gì mà không mua, phải lấy những em này đi, chất lượng, chất lượng nước cắt này các bác này. Chất nó dày dặn và đẹp vô cùng cho em luôn này. Em này LXL 55-65 cân. 55-65 cân kiểu gần như là dáng áo choàng ấy mọi người nhá. Có cả đai ấy mọi người, đeo buộc vào rất là đẹp luôn vì nó gọn người mà. 600.000 mã số là 530. 600.000 mã số là 530 cho em luôn này. Màu này đẹp xỉu. Cái màu nhẹ nhàng vậy các chị lấy đi. Cái đấy khoảng một trắng tươi bốn. Cho chị Vũ. Nó sẽ là cái màu kiểu kem kem mọi người nhá. Sẽ có cả đa eo luôn. M, L, Vũ Thị Xuân Duyên hay mới bắt đấy. Chị Vũ Thị Xuân Duyên chuyển khoản cho tiếp chị ơi. 55-65 cân có đa eo nhá. 55-65 cân này. 600.000 mã 930 này. Mã số là 930 cho em luôn chị nhá. Mã 930 này, màu đen của Vũ như mày đẹp thế nhở. Cái này đẹp mọi người lấy đi. Giá của nó như giá mắc tô ấy mọi người, đẹp lắm. Còn cài nhiều cúc nhá mọi người nhá. Cài rất là nhiều cúc, rất là đẹp. Nhất cái kiểu dáng này. Nhất cái kiểu dáng mà gần giống như măng tô như vậy mọi người. Hoặc là kiểu hơi kép kép, rất là đẹp nhá mọi người nhá. Mặc hai kiểu được luôn chị này. Em này như một với cái hết kín lên cho em. Kín lên được. Hai người bẻ cổ ra nhà cho em. Rất là ok. Thêm cái đai cho là ok nhá mọi người nhá. Đây như này là ok rồi. Em này ạ, 50-60 cân đều vừa thì em này. 50-60 cân thì đều ok này. 600.000 mã số là 872. 600.000 mã số là 872 cho em nhá mọi người nhá. Màu đen đấy ạ, đơn giản, 600.000 và tạo ra nhưng rất là đẹp luôn. Đó, đây, vàng đây, ai hỏi vàng đây ạ? Vàng đi ạ, ok chị Thùy Dương Nguyễn. Đây là chị nhá, vàng đi nhá. Hai bên em trong bên trong là kẻ to. Em này đúng rồi, em này mua 1 được 2. Mặc cái mặt nạ ok cho mọi người, em mua 1 được 2, mặc mặt nạ ok này. M, L và XL nó là dáng suông mà. Em này nhá, 600.000 mã 336. Mã 336 chị Thùy Nguyễn. Đây ạ, nâu đầu tiên này, ai hỏi nâu đầu tiên này. Em này nâu đầu tiên đấy bác nhá, bên trong là có lót chứ mọi người. Thì thường là lót, một lót nó chỉ lót lưng lửng thôi mọi người nhá. Một lót chỉ lót như vậy, nó không lót cả áo như là dạ hai lớp đâu mọi người ơi. Đã người inbox rồi á. Comment nào mọi người. À đấy là mạng mình bị chậm nhá. Ai mà thấy mọi người thoát ra vào lại hoặc là bật 4 giờ lên cho em. Dạ handmade cho em luôn này. L 55-60 cân cho em. 530 cho chị Hồng. 55-60 cân nha. 600.000 mã số là 819. Mã số là 819 cho em. Cái này không đẹp cũng là chịu luôn. Xanh rêu nó vừa nhẹ, nó vừa đẹp rồi các bác. Nó cứ nhẹ tênh mọi người. Mà mặc lên nó êm lắm mọi người nhá. Mặc nó không bị dặn ngứa gì cả đâu. Mặc nó sướng lắm. Em mặc tay trong rất là ok này. 40-50 cân vừa in này. 40-50 cân nhá. 400.000 mã số là 789. Em mặc không hề bị dặn ngứa gì cả. Mã số là 789, đẹp từ cái mã cho em. 819 cho chị Ngọc Hà Mai. Em này cũng là nâu nhá mọi người nhá. Nâu vàng nhá mọi người. Đây, em nâu vàng này. Em này tay hơi hơi loe nhẹ này. Tay xếp ly hai tầng nhá mọi người nhá. Em này 45 tầng 52 53 cân. 45 tầng 52 53 cân này, chun eo này. Đó.
Bán em này 600.000, mã số là 593. Trường xa khách mới luôn, số điện thoại địa chỉ. Mã 593 cho em nhé mọi người nhá. Các chị ơi, ai chốt được mã nào thì mình chuyển khoản mã đó nhé mọi người nhá. Chứ không phải là mình không chốt được mình chuyển khoản là của mã là mã đó của mình, không phải đâu mọi người. Chốt được thì mình chuyển khoản là các bác. Em này các chị này, màu đen cho em luôn nhá. Em này ạ, 45 tầm độ 50 52 cân. 45 tầm độ 50 52 cân này, màu đen cho em luôn, dáng qua bụng chân. 600.000, mã số là 334. Mã số là 593 cho chị Ánh Ngọc. Ai hỏi đỏ đâu rồi? Nhanh tay cho em. Ai hỏi đỏ, cái này không phải đỏ hẳn, đỏ tươi đâu. Nó hơi kiểu đỏ cam nhá mọi người nhá, hơi đỏ cam này. SM 45 tổng độ 52 53 cân. 45 tổng độ 52 53 cân này. 600.000 mã 798, đẹp từ cái màu cho em luôn này, chất cũng mềm cơ. Mã 798 cho em luôn. Đây rồi. Màu xanh tím than cho em các chị, cái màu này em thấy nhiều chị săn lắm, bởi vì sao? Thứ nhất là nó đẹp. Nó dễ phối, nó tôn sáng da mà nó lại không bị quá tối như là màu đen ấy mọi người. Đây rồi. Em này mua một được hai nhá. Mặc cái mặt kẻ được mà mặc cái mặt trơn này ra ngoài cũng được. Có kèm cả mũ này. ML 53 60 cân. 53 60 cân dáng dán bụng chân này, 600.000, chốt cho em mã 800. Mic viền da còn mới nguyên. Mã số 800 cho em chị này. Mã 800 rồi. Ôi như em này nhá. Lông cừu trong cực kỳ cao cái kiểu này được. Phần trong lông cừu siêu cao vậy như vậy nhá mọi người nhá. Đó, đây này chị này. Em này ạ, lông cừu em này lên đến là 100% này. Cái lông này là lông kiểu dài, đừng bảo em ạ. Đừng bảo em là số lông nhá. Cái lông của nó là lông kiểu lông dài như vậy ấy, mọi người ơi. 98 chị lên 45 đến 50 cân cho em, nó chỉ là form size S thôi vì nó là form dáng rộng nhá. Lông cừu 100% này, 400.000 mã 722 cho em. 400.000 mã 722 cho em ạ. Màu xanh rêu đi. Một em màu xanh rêu cho em chị này. Đấy, đây. Rêu này, 50 tầm độ 57 cân. 50 57 cân này dáng vừa phải, không quá dài để đúng đầu gối của em thôi nhá. 600.000 mã số là 874. 600.000 chốt cho em mã số là 874 là em màu vàng này. Đẹp chưa? Cái màu này sao bỏ qua được đúng không mọi người? Cái màu vàng hay màu đỏ là phải mix ngay. Lấy ngay một xíu nhiều. Trời ơi, mặc lên vừa in, 45 tầm độ 52 cân rồi mọi người nhá. Mặc lên cái chị này nó nét chưa? 45 tầm độ 52 cân. Bán em này 600.000 mã 462, mét căng mà màu nghệ nhá. Mã 800 cho chị Hoàng Nguyễn. Đây rồi, màu đen. Chung nước chuyển khoản cho tiếp ạ. Màu đen xay mờ nhá mọi người, cũng măng tô mọi người, măng tô là buổi trưa nay rồi. Măng tô bây giờ không có, chỉ có dạ ủ là thêu chị này. Em ơi, thêu hết cho em luôn. 45 tầm 50 cân đẹp thế. 45 nó vừa in nó đẹp dã man, nó thêu hết ở dưới mọi người. 600.000 mã 174. 600.000 mã 174 cho em. Không, ôi trời các bác ơi. Ôi chị. Em này nó đẹp thế. Mà các bác ơi thật nhá, em này nhá. Tay vào nó cứ mịn như là mình đang mặc len, chứ không phải giống như mình mặc dạ lông cừu đâu mọi người ạ. À. Nó mềm lắm nhá mọi người nhá, lông cừu đã được sơ chế rồi ý. Size M cho em luôn này. Lông cừu mặc dù là 100% 462 cho chị Phạm Nhung. Lông cừu 100% này, size M cho em luôn nhá. 50 tầm độ 55 cân này. 50 55 cân. 600.000 mã số là 941, nó mềm ơi là mềm luôn đấy. Mắt chỉ một như một em bé mọi người ạ. 941 này. Size M cho em luôn này. Một em size M màu đen. 50 tầm độ 55 cân này, màu đen nhá mọi người nhá. Mọi người đã mặc được bác nào mặc kiểu nhà bụng mình cái gọi lên dấu dáng vô cùng này. 50 tầm độ. Chị Mai Liên. Có chị mang tô hôm nay có hơn, chỉ có mang tô đó mọi người, có ít lắm, hôm nay có hình như có 9 em mang tô rồi. Chị Mai Liên đi bác luôn. Chị ạ. Em này các chị nhá. Em này đây ạ, 50 hoặc tầm độ 57 cân này, 400.000 mã 732. Mã 732 là bác hết sạch mang tô mọi người ạ. Không có mang tô đâu. Tiếp theo là các chị em sẽ ép cho em màu cam này. Mã size S màu cam. Em này nhá, tay mát nó ghi set, em này theo em SM đều ok. Tay chung chung nhẹ, 45 tổng độ 53 cân tư cân mặc quần em này. 45 tổng độ 53 cân tư cân đều vừa. 600.000 mã 558. 600.000 mã số là 558 cho em luôn này. Mã 558 này, màu đen đi mọi người ơi. Màu đen nhá mọi người nhá. Em này ạ, à, size to, size đại đây. Bác nào size to thì đến em này cho em mọi người nhá. Em sẽ lên dần dần nhé mọi người ơi, size M này. Lông cừu lên đến là 100%. Lông cừu trong này nó ghi tay mắt là size M, nhưng thay là ML nhá. 50-60 cân, 600.000 mã 817. 600.000 mã 817 cho em. 558 cho chị Linh Ngô. Tiếp theo chị này, màu xanh rêu tiếp theo. Xanh rêu em mặc và em này form nhỏ sẽ vừa người đấy mọi người. Đây, form nhỏ sẽ vừa người cho em luôn này. 50 tầm độ 53 cân. Không, 4853 cân là ok. 4853 cân xanh rêu này. 400.000 mã 793. Mã số là 793 cho em mọi người nhá. Mọi người em phải lên dần dần nhá. Mọi người hết rồi em không em lên cho ý kỹ mọi người đâu, em không tìm được ấy. Rồi em tìm thấy mất thời gian lắm. Em
em sẽ lên hết, mọi người cứ chờ em đi chứ em không lên từng con theo ý mọi người được. 40-50 cân này em ơi, form vét đẹp, à không, dáng đẹp chưa, đẹp từ cái viền cổ luôn. 40-50 cân này hơi màu muối tiêu dáng chữ A nhá. 600.000, mã số là 947, mã số là 817 cho chị Thắm Nguyễn Hồng. Đây chị là XS, tay em mác XS cho em luôn. Em này nó là dáng choàng mọi người ơi, nó là dáng choàng nhá mọi người ơi. Em này mọi người này, em này nhá, thoải mái cho em XL 60-65 cân thì vừa nhận em này. Yêu cầu cao trên 1m60 cho em. Thắm cách mới chuyển khoản để cho tiếp 300.000, mã 869. Thắm Nguyễn Hồng chuyển khoản để cho tiếp ạ. 947 chị Nguyễn Ngân. Dáng phải sọc dọc cho em mọi người nhá, size S này. Dáng này phải sọc dọc cho em là vừa gọn người vừa cao. Tay mác thì là S, em này theo em phải là M cơ. 50 bằng số 57 cân đai rơi. 300.000, mã 696. 300.000, mã số là 696. Ủa, còn mới nguyên tay mác các bác này. Còn mới nguyên tay mác chị ơi, nó ở đây giá là 1.699 tệ này. Bác cứ chốt cho em theo tiền nhé mọi người. Em hướng làm gì 1 tệ đấy là hơn 3.000 thì phải. Đó, hơn 1.600 tệ, các chị nhân thử cho xem bao tiền. Em này ạ, à, 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này nhá. Bán đem này chị với giá là 600.000, mã số là 937. Mã 937 cho em ơi, 937 cho em. Đây nha, tiếp theo các chị nhá. Ui, chất nó mềm nhẹ ơi là nhẹ. Vừa mềm vừa nhẹ cho em các chị này. Em xuất sắc chưa? 50-57 cân. 50-57 cân và cái màu nó là màu xám chuột nhẹ nhá mọi người nhá. 50-57 cân cho em luôn này, hai cái túi vuông rất là khỏe. 600.000, mã 864. Mã 864, mã áo to chắc là mã bao nhiêu kìa? Áo rất choàng choàng đấy. Áo choàng đúng không chị? Hay là áo kẻ à? Tiếp theo này, đây, màu áo hồng mận đây này. Màu mận size mini là size L. Cái choàng nó to đúng. Mã 869 nhá chị ơi. Em này ạ, 40-50 cân thôi trẻ, khỏi lò nó chỉ là S thôi nhá. 40-50 cân XS và S thôi, có cả đai eo cho em luôn màu mận này. 600.000, mã 829. Mã số là 864 cho chị Linh ơi. Này, cái màu nó yêu cho bác, size L cho em. Size L nhá các bác nhá, 55-63 cân. 55-63 cân mặc quần như em này. Chị Linh ơi, chuyển khoản này cho tiếp đi chị ơi. 63 cân mặc quần em này, thêm cái đai eo cho em luôn. 600.000, mã 963. 963 này, 600.000. Ở đây một lần em ngắn các chị này. Đây này, em ngắn này thì các bác nào mà mét 50 hay mét 55 thì mặc thoải mái cho em được các chị nhá. Em cao 1m63 cho chị Loan và nặng 48 cân chị ơi. Em này ạ, M, L, XL cho em là dáng xòe chữ A nhá, mét 50 mặc thoải mái. Em này dáng ngắn em bán cho chị, em cho chị em này với giá 500.000 thôi nhá, ngắn mà. 500.000 dáng ngắn, mã 463. 869 cho chị Hạnh Lan. Ôi trời, cái màu này. Em cao 1m63 và nặng 48 cân nha mọi người ơi. Người áng chừng theo chiều cao của em để chốt cho chuẩn nhá. Em này ạ, 50-57 cân này, em cái màu xinh nhất này, tay này. 50-57 cân hơi hơi chung nhẹ. 600.000. Em mới inbox luôn. Mã 578. Mã số là 578. Đây tiếp chị này, màu cam. Trời ơi, cái màu này. Xuống chưa? Trông nó xuống dã man các chị nhá. Em này ạ, 55-65 cân đây ạ. 55-65 cân tức là LXL có cái đai eo. Em này 600.000, mã 458. Thấy chất mềm mịn dã man luôn ấy, như kiểu là có lông lạc đà ấy mọi người ạ. Xuống lắm mọi người ạ. Mọi người thích được đây, hồng đây. Ai cần hồng nhẹ nhàng ấy, mọi người lấy cái này. Em này form nhỏ vừa phải nhá, không quá to đâu. Đúng rồi, choàng màu xanh xong rồi có chiếc eo đúng không chị? Em này 45 tầm độ 50 cân này, 45 tầm độ 50-52 cân này, có cả dây đai kèm eo cho em luôn nhá. Bán em này 600.000, mà số là 922. Chị Mai Hoa. Chị yên tâm là sẽ có mai người chuẩn, mọi người tìm sản phẩm một mọi người chốt được ấy. Chụp ảnh lại cho mọi người xong rồi comment cho mọi người xem cả mã và cả giá, mọi người xem có đúng không thì mọi người ok cho bên em nhá. Tiếp theo các chị này. Đó. Đúng không mọi người ơi, 50 các chị vào số ngày kia là sẽ có áo ngắn, hôm nay chỉ có áo dài thì mét 50 được đâu ạ. Hôm nay là 1m56 trở lên nhá mọi người nhá. Em này ạ, màu xanh rêu cho em này 1m58 trở lên luôn các chị này, em dài phải 58 trở lên các chị nhá. Em này ạ, 50-57 cân, đầy đủ lai, 50-57 cân này. 922 chị Nguyễn Thanh Trúc. 600.000, mã 994. 600.000, mã 994 cho em luôn, màu đen đi. Một em màu đen cho em chị này, em màu đen này không đẹp, không lấy tiền các bác thật sự luôn. Nó quá đẹp. 50-60 cân. 50-60 cân này. 600.000, mã 960. 600.000, mã 960. Em những cái màu này thật sự nhá, nhìn một cái là mê luôn rồi, không phải nghĩ nhiều. Cái màu này xong nó đẹp thế mọi người, mà trong phần trăm lông cừu nó cao ấy, xong lông cừu nó dài, nó rất là êm nhá, không bị dặn ngứa gì cả, nó không, nó lông cừu sơ chế rồi. 45 tầm độ 55 cân. 45-55 cân dáng cái đầu gối vừa phải này. 600.000, mã 324. 600.000, mã số là 324. Rồi lưng theo hết toàn bộ cho em. Lưng theo hết toàn bộ, 40-50 cân vừa in. 40-50 cân mặc vừa như em này cho em mọi người nhá. 600.000, mã 840. 960 cho chị Trần Thị Ai Bình. Ai Facebook, không Facebook để chỉ cho em dừng chốt ngay mọi người nhá. Mình muốn xem chốt tiếp thì có cái chốt tiếp được đâu.
lâu nên mình inbox luôn bên em đi. Nó bắt đầu ngạn chốt là mình comment luôn trên đó, trên này này các chị này. Đó, này tiếp chị này. Em này nhá, ML cho em 53-63 cân. 53-63 cân có đai eo các chị này. 324 chút chị. Nguyễn em này chị không phải rộng đâu mà cứ thêm cái đai vào nó gọn người lên đẹp dáng lắm, mọi người nhìn này, dáng như cái váy luôn đẹp. Nguyễn Nhạc Thanh mới bao địa chỉ. Thêm cái đai là đẹp, mọi người yên tâm có đai mình chốt cho em luôn. Nguyễn Nhạc Thanh mới chuyển khoản để cho Tiêu ạ. 600.000 mã số là 333. 600.000 mã số là 333 cho em. 333 50-57 cân. 50-57 cân dáng kiểu dáng vét nhé mọi người nhá. Có theo tay này, 600.000 mã 103. 600.000 mã số là 103 cho em chị nha. Mã 103 cho em luôn chị nào. Đây xanh rêu. Lên một em màu xanh rêu cho em luôn chị nha. Lên một em màu xanh rêu này. 50 nó khoảng tầm 55-57 cân một em này. 50 em tầm độ 55-57 cân này. 600.000 mã số là 911. 600.000 mã 911 số đây. Bye 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 chị Hạnh Na. Nếu là em lấy ngay. Cực kỳ xinh mọi người nhá. Size S này em không ai lấy để cho em lấy nhá. 45 tầm độ 50 cân thôi ạ. Dáng baby lắm mọi người. 45-50 cân này, cổ đó, cổ bèo xong tay chun này, trời ơi xinh đã man luôn đấy. Hạnh Na bao địa chỉ để số tiêu ạ? 600.000 thôi, mã 329. Mà chất đông cứng mềm và nhẹ. Mã số là 329. Mã 329 cho em. Hàng hiệu của Xiaomi. Hàng hiệu của Xiaomi nhá, em này đi là size S. Em này theo em là SM vì nó phong châu Âu mà. 45 tầm độ 55 cân đều ok. 600.000 mã số là 996. Mã 996 cho em. 329 cho chị Hồng Nơ. Xanh rêu chị này, xanh rêu cho em nhá. Hai bên có đai cổ vai này, có đai tay và kể cả đai eo có đầy đủ luôn. Nhưng mà size to các chị ạ, 55-65 cân rồi. 55-65 cân cho em nhá mọi người nhá. Em mất bên tay, mất bên tay các chị này. Fix cái này luôn, các chị với giá là 450 thôi. Mã số là 992. Mã 992 nhá, 450 này. Mã 992 size M. 996 cho chị Tuyền ôm em. Xong rồi cũng có đai mà rồi, nhưng em là có đai chị đấy thì bởi sao? Đai em mọi người khi mình mặc vào nhá, để zoom khác. Nhưng mà thắt đai vào nó lại khác chị này. Khi mà thắt đai vào nhá nó sẽ như này. Lên form như này. Rất là xinh cho em luôn. Tuyền ôm ai chuyển khoản để cho Tiêu ạ. Em này 50-60 cân là vừa. 50-60 cân này, 600.000 mã 912. 600.000 mã số là 912 cho em chị nha. Mã 912 này. Đây, màu xanh rêu cho em. Lên một em màu xanh rêu này, 45 tầm độ 50 cân mà vừa nhà em này, đẹp chưa ạ? 45-50 cân eo lên phong đỉnh đã man. 600.000 mã số là 918. 600.000 mã số là 918 cho em luôn này. Đã 918 cho em luôn. Ôi ôi. Cái táp mắt nó dài loằng ngoằng ấy không phải nghĩ cho em hơn, quá xịn cho em rồi nhá. 912. Cái này ạ, size M này, lông cừu lên đến là 100% đỉnh cao chưa? 50-57 cân, 50-57 cân dáng đai rơi này, 600.000 mã số là 841, lông cừu 100% cho em luôn, mã 8912 cho chị Mai Dung. Rồi, nó cứ lên form vừa chuẩn y này rồi, đúng luôn đó. Lại còn hai bên lót tay cơ mọi người ạ, sướng lắm. 45-50 cân chuẩn S, 45-50 cân dáng lên đúng đầu gối này, 600.000 khoản để cho tiếp. 600.000 mã số là 421, mã số là 421 cho em luôn này. Mã số là 421 cho em luôn chị nhá. Đây này là S thôi, 45 tầm độ 50 cân. 45 tầm độ 52 cân. 41 cho chị Hòa Minh. Dáng chữ A. 600.000 chốt cho em mã số 400. 600.000 chốt cho em mã số 400 cho em luôn này. XS cho em luôn này. 40, em này chỉ 40-48 thôi mọi người ạ. Bác nào trắng lấy này đi. 40-48 cân dáng bụng chân này. 600.000 mã số là 737. 600.000 mã số là 737. Ui ôi baby cute các bác ơi. Có em này nhá. Có cả cúc ở đây các chị này. Đó, cúc dự phòng đây này. Có cả cúc dự phòng ở đây cho các chị luôn nha các bác ơi, size mò. 50 em tầm độ, em đã thay mọi người đây, có thể không thay mọi người luôn nhá. 50 em tầm độ 55 cân, trời ơi xinh chưa? 50-55 cân mà cái màu nó yêu lắm, cổ kiểu cổ sen đó mọi người ạ. 600.000 mã 503. 600.000 mã số là 503 cho em luôn này. Có lót này. Thường nhá, nhưng em lót vào một lớp mọi người, nó sẽ chỉ lót lưng lực, nó không lót hết cả như hai lớp đâu mọi người ơi. Em này nhá, 55-60 cân, tức là size chuẩn L đấy ạ. Màu cũng nhẹ nhàng. 55-60 cân, 600.000 mã 569. Úi dồi, nhìn gì nhá? Các chị có nhìn thấy gì đây không mọi người ơi? Christmas on đó các chị ơi. Hàng Paris, chị này. Hàng Paris, trời ơi. Tem mát đầy đủ, tác trên tác dưới nhá, size S này. Lông cừu em này lên đến là 70%. Lông cừu lên đến 70% cho em luôn này. Em này nhá, S thôi, SM thôi ạ. 45 tổng độ 53 cân thôi. 600.000 mã 880. Miss me all nhá. Mã 880 cho em luôn. Rồi, tiếp theo này, màu kem cho em. Không phải
hông đó mọi người, nó hơi kem kem một chút xíu, size L cho em nhá. Size L này 55-63 cân, 55-63 cân là rồi, có đai, khi cái đai nó khác hẳn hoàn toàn mấy đi. 600.000 chốt cho em mã số 7. 600.000 chốt cho em mã số 7. Quả lông nó xuống này rồi. Cái quả lông xuống này tội gì không mua đâu mọi người. Trời ơi lông nó mướt mượt luôn. MLXL dưới 65 cân đều vừa này, dạ handmade cho em. 600.000 mã 975. Mã số là 975 em phải thề luôn nhá. Phần trăm lông cừu nó siêu cao luôn. Anh nghĩ này có lông lạc đà nên dài như vậy. Lông lông dài lắm. Em này nhá, tem mác của nó ghi là size M, chuẩn đúng chị ơi. Em này có đến là 70% là lông cừu, còn lại có 90% là lông lạc đà cho em. Sao lông dài rồi thế? Cái này à, size M nhá. Ủa như cái váy 50-55 cân này có lông lạc đà cho em, là còn xẻ tán như áo dài rất là đẹp. 50-53-57 cân. Vũ Thị Xuân Duyên cho chắc chắn đấy nhá. 600.000 mã số là 972. Mã 972 này, nhớ cho em chốt là chốt ở đấy nhá. Không phải là chốt, phải chọn đâu nhá. Chốt ngày nào lấy hết ở đấy nhá. Cái này à, L, XL 55-65 cân này, dạ handmade cho em luôn, size to đấy ạ. À. Em này 600.000 mã 949. Mã số là 949 của hai chưa? Mixing cho các bác rồi. Mixing lại chị này. Rồi. 45 tổng cộng 52 53 cân này. 45 tổng cộng 53 cân, mix họa tiết đấy nhá, mix họa tiết theo đấy. 972 chị Nguyễn Thị Mùi. 600.000 mã 847. 600.000 mã 847 em mua lại. Hai bên có dây quai lụa hàng hiệu này. Tay nó có lót lụa, mình không hề bị sợ bị đặng ngứa gì cả đâu nhá. Mọi người nhá, này cái chị này. Em ơi quả tát mát dài loằng ngoằng luôn. Trời ơi. Hàng xịn sò cho em chị này. Lông cừu lana lên đến là 100% chị nhá. Lông cừu lên đến là 100% cho em luôn chị này. Em này đi ạ. Thoải mái cho em này. SM 45 tổng độ 55 cân, đó là dáng cổ cổ khăn nhá. 600.000 mã 842. 600.000 mã 842 màu vàng cam ạ. Một em màu vàng cam, em có lông cừu rất là cao và phần lông của nó là lông dài nhá mọi người nhá. Một em dáng kiểu lông dài các chị này. Em này size S rồi. Lông cừu lên đến là 100%. Tem mác là S, của em này em phải lò XL ấy. 55-65 cân có đai eo này. 600.000 mã số là 951. 847 chị nhà Nguyễn. Mã số là 951. Ôi. Màu này không đẹp thì màu nào đẹp quá. Chuyển khoản để cho tiếp ạ. Xinh chưa? 45 tầm 53 cân, em này thề xinh quá luôn. 45 53 cân mọi người này, màu xinh và dáng xinh chị này, em nhìn thước tha nó mềm chưa? 600.000 mã 981 cho em. Mã 981. Hàng hiệu của Atomic Trend nhá. Hàng hiệu Atomic, em này nó ghi ở đây, nó ghi là size M trong hàng châu Âu ấy mọi người. Em này nhá, lông cừu lên đến là 100%, lông cừu dài cho em luôn này. ML 50 trong cái hàng châu Âu ạ. 50 60 cân, 600.000 mã 348. 600.000 mã số là 348 này. Hàng hiệu cắt tác chị này. Hàng hiệu bị cắt tác rồi. Size M và L 53-60 cân. 50 không em phải 55-65 cân ạ. 55-65 cân L XL nhá. 600.000 mã 878. Mã số là 878 của một cô bạn này quá tôn da luôn. Cái mũ này không có nhanh là hết rồi mọi người, nhưng còn nhiều luôn nhá. 45-50 cân này, eo ơi vừa in vừa khít. 45-50 cân thêm cái đai eo cho em. Chốt cho chị Lan Mi. 600.000 mã 457. 600.000 mã 457 cho em luôn này. 348 chị Lan Phùng. Mã 457 này. Ok, đẹp chưa ạ? Em này nhá, 50-55 cân. 50-55 cân này, 600.000 mã 556. Lan Phùng chuyển khoản về trước tiếp ạ. Mã số là 5-5-6-7-8 cho chị Phi Mơ. Trời ơi, màu này yêu lắm các bác ơi, size S này. Em màu cam đẹp lắm. Ôi, màu cam đẹp. Đẹp chưa? Em này theo phải S đâu, em này theo phải M ấy mọi người. 50 tổng độ 55-56 cân mọi người, đẹp dã man cho em luôn này. Cái lông của nó phần trăm lông cừu dài, đẹp dã man cho em luôn. Lông cừu em này lên đến là 100% cho em đấy mọi người nhá. Màu nâu cam, 600.000. 600.000 mã số là 952. Em này đẹp này. Mẹ đã chụp lên. Nên em màu đỏ em chất nó nhẹ tinh nhỉ? Chất nó cứ nhẹ tinh, mặc như là không mặc ấy. 50 tầm không, em này 48 tầm 52 cân thôi. 48 đến 52 cân. 400.000 mã 623. 400.000 mã số là 623. 952 chị Su Su. Bên trong nó có lót cho em chị nhá. Có lót này, dạ kẻ cho em. 50-57 cân của đại eo. 50-57 cân này, 600.000 mã 925. 600.000 mã 925 cho em như thế này.
màu đen đi các chị ơi. Màu đen dáng ngắn này, bác nào mà hỏi dáng ngắn này là những em này nó form to. 55 đến 63 cân mặc vừa thì em này nhá. Em này tay mắt hơi ít nên em phải size to mới vừa. Lông cừu 100% cho em này. 55 đến 63 cân cho S là rộng mênh mông đấy các bác này. 300 nghìn thôi, dáng ngắn mã số là 562. 300 nghìn mã số là 562. Một lớp và là phần hơi họa tiết ở bên ngoài các chị nhá. Đó. Đây là chị là hơi mix Việt bên ngoài này. Em ơi, cúc của nó cúc ngọc các mọi người. 55 đến 65 cân mặc vừa như em này. 300 nghìn mã 808 mix Việt rất đẹp luôn. Mã số là 808 mình có 3 cuối cùng các chị nhá. 3 cuối cùng này, 45 tầm 50 cân. Đẹp chưa ạ? 45 đến 50 cân trời ơi mix Việt. 562 chị Nguyễn Thị Bông. 45 đến 50 cân, 600 nghìn mã 787. Mã số là 787, màu xanh ngọc xinh. Em xanh này quá xinh cho em đúng không chị nhá, là chất nó mềm mịn, rất là mịn mọi người. Chất nó mịn, dã man, em mặc em thì xuống dã man mọi người nhá, không bị dặn múa gì cả đâu. Size S này, em này lông cừu lên đến là 100% cho em luôn. Có nghĩa là S em này thêm phải mò lò 50-60 cân cơ. 50-60 cân này, 600 nghìn mã 406. 600 nghìn mã số là 406 cho em luôn này. Đây rồi, còn màu đỏ đây. Qua nào. Cái màu đỏ đúng là rực rỡ luôn các bác nhá. 623 chị Nguyễn Mai Hương. SM 45 tầm độ 55 cân này, dáng chữ A. 45 tầm độ 55 cân, 600 nghìn mã 969. Mã 969 là những em này đẹp mọi người nào, mọi người có anh em kiểu này rất là xinh và dễ mặc mọi người ạ. Đây là những em này rất là xinh và dễ mặc. Đây mọi người nhá, em này đây ạ. Thoải mái cho em này. Em này mờ và lò thì ok, bởi vì sao em này nó là dáng form bằng suông. Họ bên nước ngoài người ta số họ mặc bằng suông chứ mà không mặc như kiểu mình nhá mọi người nhá. Không mặc kiểu ôm một người đâu. Em này ạ, size mờ này, lông cừu lên đến là 150 nên là những em này đi vừa nhẹ vừa đẹp vừa sang luôn. Em này ạ, mờ lò 50 60 cân này, 600 nghìn mã 975 cho em chị nha. Hết rồi mọi người ơi. Em hết rồi nha các bác ơi. Mọi người ơi, ngày mai tối mai vẫn sẽ có dạ một lớp với mọi người nhá. Bác nói chưa được, mọi người hẹn mọi người ngày mai như là chị gì nhỉ? Chị gì chưa được nhỉ? Chị lên với Hà Thế Ma, mọi người vào mọi người sắp like của bên em vào tối mai nhá mọi người nhá. 969 cho chị. Tối mai sẽ là dạ như hôm nay và dáng dài, còn tối ngày kia sẽ dạ như hôm nay nhưng mà dáng ngắn cho em nhá mọi người nhá. Hẹn mọi người vào ngày mai và ngày kia nhá. Khách mới cho em xin đầy đủ về thêm về thông tin địa chỉ nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người sắp like, em hẹn ngày mai, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Okay.